Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 112. Đường Lạc Âm kinh ngạc phát hiện, không thể điều khiển được đôi tay của mình nữa. Nó đang hướng về phía Hoa Tam Thế. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, nếu cô dám chạm vào Hoa Tam Thế dù chỉ một chút, tôi bảo đảm thần hồn của cô sẽ bị hủy diệt. Tay Đường Lạc Âm lơ lửng giữa không trung, cô là ai? Tại sao lại ở trong thân thể tôi? Giọng nói kia cười lạnh, tôi chính là cô. Cái gì gọi là ở trong thân thể cô? Cơ thể do tôi mà sinh ra, bởi vì lúc tôi ngủ say, để khiến cơ thể này nhìn giống người bình thường mới để cho cô sinh ra một chút ý thức. Cô thật sự cho rằng, mình là chủ nhân của thân thể này sao? Câu nói này, là một đòn giáng mạnh vào Đường Lạc Âm. Cô ngây người đứng bất động, trong mắt là vẻ mờ mịt. Giọng nói đó lại tiếp tục, Diệp Bắc Minh, Hoa Tam Thế thật sự rất quan trọng với tôi. Chỉ cần tôi sử dụng Hoa Tam Thế này, tôi bảo đảm trong vòng 10 năm có thể đưa anh ra khỏi khe nứt không gian. Anh cũng là người tái sinh giống tôi, lẽ nào không biết tầm quan trọng của Hoa Tam Thế sao? Diệp Bắc Minh cười lạnh, Hoa Tam Thế này dùng để hồi phục thần hồn cho cô Đường, cho dù có thật sự bị nhốt ở đây 100 năm thì cũng không thể đưa nó cho cô được. Nghe thấy lời này, thần hồn trong cơ thể Đường Lạc Âm im lặng. Vài phút sau, lại vang lên tiếng cười, he he, cho dù không đưa tôi dùng, bản thân anh cũng không cần sao. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi, âm thanh kia cười nhạt, Hoa Tam Thế có thể hồi phục thần hồn bị thương, anh đừng quên điều này. Không phải thần hồn của anh cũng bị tổn thương sao? Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, thì tôi đã nhận ra. Nhưng anh lại không nhận ra tôi đoán có lẽ anh đã mất đi ký ức trước khi tái sinh. Nếu tôi nói với anh, dùng Hoa Tam Thế này, có lẽ anh sẽ nhớ lại những ký ức trước khi tái sinh, anh có còn đưa cho cô ta không? Lòng Diệp Bắc Minh bắt đầu hỗn loạn, ký ức trước khi tái sinh ư? Người phụ nữ này quen biết mình, lẽ nào mình thật sự là chuyển thế của một nhân vật cường đại nào đó? Tôi rốt cuộc là ai? Trước khi tái sinh tôi có thân phận như thế nào? Anh dùng Hoa Tam Thế này, không phải sẽ biết ngay sao? Gương mặt Đường Lạc Âm lộ ra nụ cười nửa miệng, đạo thần hồn kia lại khống chế thân thể cô ta. Đồng thời, một cơn gió mạnh thổi lướt qua, mái tóc dài của Đường Lạc Âm tung bay trong gió. Trên người xuất hiện một đạo hư ảnh trong suốt, đôi mắt đẹp nhưng lạnh giá, bộ dạng quân lâm thiên hạ, ánh mắt như coi thường tất cả chúng sinh. Tôi là Bắc Hải Huyền Nữ. Bắc Hải Huyền Nữ, Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Hoa Tam Thế, trong lòng khẽ sao động, chỉ cần sử dụng bông hoa này, lập tức có thể biết được đáp án. Có lẽ, bản thân mình thật sự là chuyển thế của ai đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ý thức hiện tại của mình có ý nghĩa gì? Thấy Diệp Bắc Minh đang do dự, Bắc Hải Huyền Nữ cười lạnh, chút dũng khí này cũng không có sao. Lẽ nào anh không muốn biết mình là chuyển thế của ai? Không, Diệp Bắc Minh lắc đầu, ánh mắt anh kiên định, mặc kệ kiếp trước tôi là ai, bây giờ tôi chính là tôi. Tôi là Diệp Bắc Minh, Hoa Tam Thế đem đến cho cô Đường, nhất định sẽ dùng nó để cứu cô ấy. Lại nói, cho dù Diệp Bắc Minh tôi có là thân thể chuyển thế đi chăng nữa, là con rối của người khác. Vậy thì đã sao, kiếp này, tôi chính là Diệp Bắc Minh. Nếu trong thân thể tôi có một đạo thần hồn khác, hắn dám thức tỉnh, tôi nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Giọng nói đầy nội lực, anh, Bắc Hải Huyền Nữ trợn tròn mắt. Diệp Bắc Minh không còn do dự nữa, bước tới phía Đường Lạc Âm, vung ra một cái tát. A, à, anh, bóng dáng Bắc Hải Huyền Nữ run rẩy, thần hồn cũng cảm nhận được dòng điện lưu đó. Trong nháy mắt thần hồn biến mất. Đường Lạc Âm đã tỉnh lại, anh Diệp, đừng nói nữa, ăn nó đi. Diệp Bắc Minh ném Hoa Tam Thế cho Đường Lạc Âm. Đường Lạc Âm không chút do dự mà nuốt xuống. Sức mạnh của Hoa Tam Thế như nở rộ, hồi phục thần hồn bị tổn thương của cô. Bắc Hải Huyền Nữ cảm giác được Hoa Tam Thế đang bị Đường Lạc Âm hấp thu, tức giận hét lên, Diệp Bắc Minh, anh nhất định sẽ hối hận. Đừng nói trăm năm, e rằng cả ngàn năm, vạn năm. Với thực lực hiện tại của anh, chắc chắn sẽ không rời khỏi đây được. Lời nói vừa dứt, đôi mắt Đường Lạc Âm khẽ run rẩy, lẩm bẩm. Anh Diệp, cô ta phong ấn thần hồn của mình rồi. Nói rằng, trước khi tôi chết sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh có chút nghiêm túc, không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Nhớ lại lời của Bắc Hải Huyền Nữ, lập tức truyền âm, tiểu tháp, lời của Bắc Hải Huyền Nữ là thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhóc con, nếu cậu là thân thể tái sinh, bổn tháp nhất định là người đầu tiên biết. Nhưng mà cậu, không phải. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, ông chắc chứ? Đương nhiên, giọng điệu của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định, cậu là một ngoại lệ, là một đạo thần hồn lang thang ở thiên ngoại. Diệp Bắc Minh sửng sốt, là sao?
Không đợi anh nghĩ thêm, khoảng hư không phía trên bỗng dao động kịch liệt, một cỗ năng lượng khủng bố điên cuồng nổi lên. Cơn bão không gian đáng sợ đang ập đến, Diệp Bắc Minh nhanh chóng bảo vệ Đường Lạc Âm ở phía sau. Anh Diệp, đó là gì? Con chim to quá, Đường Lạc Âm ngẩng đầu nhìn, há hốc miệng. Đôi mắt đẹp run rẩy. Diệp Bắc Minh cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con chim khổng lồ màu vàng kim xuất hiện, đôi cánh dang rộng, dường như còn lớn hơn cả một ngọn núi. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng vàng chói, chiếu sáng cả không gian. Từng chiếc lông vũ đều giống như được đúc từ vàng, đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể xé nát không gian chỉ bằng một cước. Đại bàng cánh vàng, Diệp Bắc Minh hưng phấn hét lên, tiểu tháp, vậy mà lại là đại bàng cánh vàng. Con gái tôi chính là bị một con đại bàng cánh vàng bắt đi. Không biết có phải con này không? Thần giới, khu rừng tinh hồn, đỉnh núi giữa hai giới. Rầm, một đạo kiếm cắt ngang bầu trời, từ vết nứt không gian xuất hiện một thanh kiếm có màu đỏ như pha lê. Phù văn ngưng tụ trên thanh kiếm, không khí nóng lên, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về sâu trong khu rừng tinh hồn. Người đang canh giữ ở ranh giới hai giới Trịnh Thiên Quyết há hốc miệng, đôi mắt già nua nhìn về thanh kiếm đang lơ lửng trên không và không ngừng kêu vang kia. Trận pháp phía dưới, Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, thân thể mảnh khảnh tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Mỗi một đạo ánh sáng đều hóa thành kiếm khí, thanh kiếm thần màu đỏ, như ăn ý với năng lượng kiếm khí phát ra từ thân thể Hạ Nhược Tuyết, nó bay đến trước mặt Hạ Nhược Tuyết, khẽ rung lên. Một giây sau, Hạ Nhược Tuyết mở mắt, giơ tay chộp lấy thanh kiếm thần màu đỏ. Thanh kiếm thiên ngoại xé rách hư không bay đến, nó chọn cô gái đó sao? Trịnh Thiên Quyết chết lặng, trong mắt là vẻ kinh hãi. Trong hàng tỷ tia kiếm, mỗi tấc da thịt của Hạ Nhược Tuyết giống như đều được gột rửa qua. Mỗi bước di chuyển đều bao hàm kiếm đạo vô tận, thần kiếm màu đỏ chấn động, các ngôi sao trên bầu trời dường như cũng hòa nhịp theo, sức mạnh vô tận của các vị tinh tú giống như giải ngân hà rơi xuống 9 tầng mây. Trong nháy mắt dung hòa vào trong thân thể của Hạ Nhược Tuyết. Trịnh Thiên Quyết bị một màn trước mắt này dọa sợ, há hốc miệng mà lắp bắp, sức mạnh của các vị tinh tú. Cô ấy vậy mà có thể điều động sức mạnh của các ngôi sao. Thanh kiếm này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Thực sự có thể. Giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến Trịnh Thiên Quyết càng thêm chấn động đã xuất hiện. Từ trong thần kiếm màu đỏ vậy mà vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thân thể kiếm tâm trời sinh, vạn kiếm cộng hưởng. Một thiên tài kiệt xuất như vậy không nên bị phí hoài ở thế giới hạ đẳng này, một kiếm mở cửa thế giới. Khoảng không dung chuyển, như thể một tấm màn trên bầu trời bị người xé toạc ra vậy. Thanh thần kiếm này vậy mà có thể cứng rắn cắt mở một lối đi không gian. Thần kiếm màu đỏ ngâm vang, giống như đang giao tiếp với Hạ Nhược Tuyết. Một lát sau, Hạ Nhược Tuyết gật đầu, nhìn về phía Trịnh Thiên Quyết nói, Trịnh tiền bối, cảm ơn ông những năm qua vẫn luôn chăm sóc cho tôi. Nếu Bắc Minh trở lại, xin hãy nói lại là tôi đã rời đi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt lời, liền xoay người bước vào lối đi không gian, thần kiếm màu đỏ cũng theo sát tiến vào. Một người một kiếm cứ như vậy mà biến mất, chỉ còn lại Trịnh Thiên Quyết ngẩn người tại chỗ, phải rất lâu sau hắn mới định thần lại, kiếm thiên ngoại chủ động tới nhận chủ, còn mang cô ấy đi mất nữa. Trừ phi là người được ông trời lựa chọn, nếu không sao có thể có vận may kinh người đến vậy. Cùng lúc đó, tại thần giới, Thái Dương Tông Minh Nhi, Diệp Thanh Lam bừng tỉnh từ trong cơn mộng với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dạ Huyền vội ngồi dậy hỏi han, Lam Nhi, em sao vậy? Gặp ác mộng à? Cánh môi Diệp Thanh Lam trắng bệch, thân thể không kìm được run rẩy từng cơn, xảy ra chuyện rồi, Minh Nhi gặp chuyện không hay rồi. Em nhìn thấy thằng bé cả người đẫm máu gọi em tới cứu. Dạ Huyền cười an ủi một câu, Lam Nhi à, chỉ là ác mộng thôi. Giấc mơ và hiện thực đều là trái ngược nhau, với thực lực của Minh Nhi, có mấy người có thể uy hiếp được tới thằng bé. Không, Diệp Thanh Lam không ngừng lắc đầu, lo lắng ôm ngực, khoảng thời gian này em luôn cảm thấy bất an. Luôn có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Giấc mơ đêm nay càng khiến em thêm phần khẳng định, Minh Nhi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Anh Huyền, hai mẹ con em kết nối với nhau, Minh Nhi là huyết thống thân cận nhất của em, anh nhất định phải tin tưởng em. Minh Nhi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, thằng bé cần em tới cứu giúp. Nói đoạn Diệp Thanh Lam liền trực tiếp lật người xuống giường, xông ra khỏi phòng. Lục địa hỗn độn, phong ma cốc. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh cùng lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu gần như đồng thời mở mắt dõi về phía bầu trời sâu thẳm. Hai luồng thiên kiếp ập xuống nhấn chìm hai người họ. Không biết qua bao lâu hai người mới bước ra khỏi thiên kiếp.
Đồ nhi, chúc mừng hai đứa một lần nữa đột phá tiến vào cảnh giới thần quân, bảy thiên ma tươi cười bước tới. Từ khi hai người tiến vào phong ma cốc, họ cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Nên đã dứt khoát nhận hai người họ làm đệ tử. Tất cả các loại tài nguyên và công pháp tập võ đều được hết lòng cung cấp. Giúp thực lực của Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu tăng vọt. Cảm ơn bảy vị sư phụ. Hai người nhìn nhau rồi quỳ một chân xuống. Mau mau đứng lên, gương mặt bảy người đều mang theo ý cười. Nhưng hai người họ vẫn bất động quỳ trên mặt đất. Thiên ma cau mày hỏi, sao còn chưa đứng lên? Không lẽ còn có chuyện gì khó nói à? Đạm Đài Yêu Yêu khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, hít sâu một hơi rồi mới đáp, sư phụ, chúng con muốn rời khỏi phong ma cốc. Hả, thiên ma nghi hoặc, vì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không lẽ phong ma cốc không tốt sao? Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu, không phải đâu sư phụ, phong ma cốc rất tốt. Các vị sư phụ đối xử với hai chúng con cũng rất tốt. Chỉ là tiểu sư đệ của chúng con từ khi rời khỏi đại lục hỗn độn đã 30 năm chưa xuất hiện rồi. Dựa theo tính cách của em ấy, sẽ không mất liên lạc với chúng con trong thời gian dài như vậy. 30 năm qua, chúng con liều mạng nâng cao cảnh giới, chính là để giúp đỡ cho tiểu sư đệ, thay vì kéo chân em ấy. Hiện tại chúng con đã là thần quân, hẳn là có thể giúp đỡ cho tiểu sư đệ rồi. Bảy người đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, các con đi đi. Nếu muốn tới thế giới bản nguyên thì chỗ chúng ta có một truyền tống trận, có thể đưa các con đến đó. Đồ nhi đi theo ta. Bảy vị thiên ma quay người đi thẳng về phía sâu trong phong ma cốc. Tại một nơi hư vô, không có ánh nắng mặt trời, không khí, thậm chí là trong không gian đại lục. Đột nhiên không gian bắt đầu dao động kịch liệt, giống như một cơn bão vũ trụ đáng sợ ập tới. Nhìn kỹ hơn, giữa tâm bão điên cuồng đang diễn ra một trận chiến kinh hoàng. Một thanh niên tay cầm một thanh thần kiếm mộc mạc, không ngừng chém ra kiếm quang màu đỏ máu, trong kiếm quang còn mơ hồ ẩn chứa từng con huyết long trực chờ lao ra. Cuối cùng trong hàng chục con huyết long vậy mà có một con chim thần trông như được đúc từ vàng. Chính là đại bàng cánh vàng, đôi cánh dài hàng chục nghìn mét quét tới, một luồng sức mạnh huyết mạch bộc phát, huyết long khi va chạm với sải cánh đều lập tức nổ tung. Con người, người điên rồi à, ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi ở chỗ nào, ngươi cứ giáo giết truy đuổi ta như vậy, đã hơn trăm năm rồi. Dòng dã hơn trăm năm rồi. Trong không gian hư vô này, người truy đuổi ta lâu như vậy làm gì? Đại bàng cánh vàng bi phẫn phàn nàn, suýt chút nữa hộc máu. Trong hơn trăm năm qua một người một chim ai cũng không làm được gì đối phương. Cuộc chiến gần như không bao giờ dừng lại. Người thanh niên điên rồ này chính là Diệp Bắc Minh. Lúc này trong mắt Diệp Bắc Minh ánh lên một tia kiên định. Ta đã nói từ lâu rồi, hai con gái của ta bị một con đại bàng cánh vàng bắt đi. Nếu ngươi là đại bàng cánh vàng, nhất định có thể dẫn ta đi tìm nó. Mẹ nó, cổ họng đại bàng cánh vàng như mắc nghẹn, ta làm sao biết được là kẻ nào bắt con gái ngươi đi. Cũng đâu phải do ta làm. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cùng là đại bàng cánh vàng, ngươi sở hữu năng lực xé nát không gian. Ngươi nhất định có biện pháp dẫn ta đi tìm con gái. Đầu hàng đi, làm linh sủng của ta thôi. Đại bàng cánh vàng gầm lên một thét dài đầy giận dữ, toàn thân bùng lên ngọn lửa vàng rực, người đúng là ức hiếp chim quá đáng. Tộc chim vàng chúng ta cả đời kiêu ngạo, đầu chưa bao giờ thấp hơn ngực. Dựa vào đâu phải phục tùng ngươi? Đi chết đi, đại bàng cánh vàng rít lên. Không gian xung quanh vỡ vụn, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ cuồn cuộn tràn tới. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục bay vọt lên trời, xé toạc mọi sóng xung kích. Một cuộc chiến cam go lại bắt đầu. Toàn bộ không gian hư vô điên cuồng rung chuyển. Từ phía xa, Đường Lạc Âm với sắc mặt hồng hào quan sát mọi chuyện. Dường như 100 năm qua anh Diệp vẫn luôn đuổi đánh đại bàng cánh vàng. Tại loại không gian hư vô không có bất kỳ tài nguyên tu võ này, vậy mà chỉ dựa vào lực chiến đấu để tiến vào cảnh giới thần quân. Ngay cả mình ngày ngày nhìn anh Diệp đánh lộn với đại bàng cánh vàng cũng gom nhặt được cảm ngộ rất lớn. Đột phá hai cảnh giới lớn, đạt tới cảnh giới thiên quân đỉnh phong. Cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại. Diệp Bắc Minh không ngừng triệu hồi ra huyết long. Hư không sục sôi, ha 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 ha, sảng khoái lắm. Hay lắm, nhóc con, ta nhớ hơn 100 năm trước cậu còn chưa dám lại gần ta, không ngờ chỉ trong 100 năm cậu đã có thể chiến đấu không phân thắng bại với ta. Được rồi, không đánh nhau nữa. Âm thanh im bặt, đại bàng cánh vàng cũng dừng lại. Diệp Bắc Minh một người một kiếm đứng thẳng giữa không trung, sao rồi? Ngươi nhận thua rồi sao? Chuẩn bị làm linh sủng của ta à? Đại bàng cánh vàng trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng, chơi cùng cậu trăm năm rồi, không có thời gian chơi với cậu nữa. Ban đầu,
ta xuyên qua khoảng không này chính là để trở về tổ của tổ tiên tộc Đại Bàng Cánh Vàng một chuyến. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ta phải đi thôi. Diệp Bắc Minh cau mày. Giọng nói của Đại Bàng Cánh Vàng tiếp tục vang lên, bất quá, cậu là một đối thủ không tệ. Chiến đấu suốt trăm năm không ngừng nghỉ khiến nó và Diệp Bắc Minh sinh ra cảm giác đồng cảm với nhau. Tuy nhiên ta thực sự không biết tung tích của con gái cậu. Hay là thế này đi, khi trở về tổ của tộc chim cánh vàng, ta sẽ thay cậu nghe ngóng chuyện này. Khi nào có thời gian, cậu tới biển vũ trụ một chuyến, ta sẽ nói cho cậu biết tin tức, chiếc lông vũ này cậu giữ lấy, có thể dùng nó để liên lạc với ta. Vỗ cánh, một chiếc lông vũ màu vàng dài hàng chục mét bay tới. Khi nó rơi xuống trước mặt Diệp Bắc Minh nhanh chóng co lại chỉ còn khoảng một thước. Cậu đến từ thế giới bản nguyên phải không? Ta đưa cậu trở về, có duyên gặp lại. Cánh chim đập qua, khoảng trống vỡ lìa, Đại Bàng Cánh Vàng nhanh chóng xé nát hư không mà đi. Diệp Bắc Minh đứng trước vết nứt không gian, bị nhốt trong không gian hư không trăm năm, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi sao? Lạc Âm, đi thôi. Hai người nhìn nhau, sau đó bước vào khe nứt không gian. Không khí trong lành, hương thơm của hoa cỏ ập tới. Còn có ánh nắng chói chang, làm hai người kích động vô cùng. Ánh mắt của vô số người xung quanh nhìn qua, hai người mới chú ý tới, vậy mà lại đang ở một thành phố sầm uất. Dọc đường phố có đủ loại cửa hàng và người bán rong. Thần niệm Diệp Bắc Minh quét qua, lập tức tìm thấy một võ giả cảnh giới bản nguyên, anh chặn người đó lại hỏi, đây là đâu? Võ giả cảnh giới bản nguyên kia giật mình, giọng nói run rẩy, tiền bối. Tiền bối, đây là Thành Hoàng Phong. Thành Hoàng Phong gì? Tôi hỏi anh đây là đại lục gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Võ giả lúc này mới ngộ ra, ồ, tiền bối hỏi cái này à, đây là đại lục Linh Mộc. Có vẻ như chúng ta đã quay về đại lục Linh Mộc rồi. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, Đường Lạc Âm hỏi, anh Diệp, tiếp theo anh chuẩn bị đi đâu? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, trước tiên đi đảo Thiên Giai, tôi còn chút việc cần phải xử lý. Thần hồn của bảy sư tỷ vẫn đang ở nghĩa địa hỗn độn, anh cần tinh huyết của hỗn độn thể dùng tái tạo lại cơ thể của họ. Sau đó, đi Dị Hỏa Tông một chuyến, hơn 100 năm qua đi rồi, không biết đại trưởng lão thế nào rồi. Võ giả cảnh giới bản nguyên bên cạnh nghe được lời này. Ánh mắt anh ta sáng lên. Tiền bối có phải là đệ tử của Dị Hỏa Tông không? Có chuyện gì à? Diệp Bắc Minh nhìn anh ta. Võ giả kia vội vàng nói, tiền bối, nếu muốn trở về Dị Hỏa Tông, tốt nhất là nên đi ngay bây giờ. Nếu không trở về thì muộn mất. Tôi nghe nói trăm năm trước, người đứng thứ nhất của cuộc chiến thiên giai gia nhập Dị Hỏa Tông, nhưng sau khi gia nhập thì không còn tin tức gì nữa. Có lẽ là đã rời đi rồi. Cuộc chiến thiên giai lần này, náo nhiệt hơn lần trước rất nhiều, lại xuất hiện rất nhiều thiên tài. Chỉ là lần này ông trời không còn ưu ái cho Dị Hỏa Tông nữa. Mấy ngày gần đây, 72 đảo thiên giai sẽ tổ chức đại hội võ thuật. Nếu như Dị Hỏa Tông không vượt qua được lần đại hội võ thuật này, e rằng sẽ bị đuổi khỏi đảo thiên giai. Võ giả cảnh giới bản nguyên tính một chút thời gian, chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng thôi. Người đâu rồi? 72 đảo thiên giai, đảo thiên hỏa, Dị Hỏa Tông. Toàn bộ quảng trường Dị Hỏa Tông sớm đã chật kín người. Đứng trước đám đông, hàng trăm đại biểu của các tông môn ngồi trên ghế, cười cợt nhìn ông lão đang lảo đảo trên võ đài. Người đàn ông toàn thân đẫm máu. Trên người ông ta có hơn 10 vết thương nặng, nhưng vẫn cứ kiên trì. Cầm thanh trường kiếm bị nứt vỡ trong tay, còn ai muốn khiêu chiến? Mời, một ông lão cầm chén trà trong tay lên, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai, Tề Vạn Hạc, ông cho rằng tiếp tục kiên trì có ý nghĩa gì sao? Dị Hỏa Tông từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Thế lực nào trên 72 đảo ở thiên giai này thực lực không mạnh hơn Dị Hỏa Tông chứ? Dị Hỏa Tông các ông tại sao vẫn phải chiếm chỗ làm gì? Rời khỏi 72 đảo thiên giai, giải tán Dị Hỏa Tông không tốt hơn sao? Ông vẫn có thể sống sót, giữ lại mạng già của mình. Đúng vậy, chúng tôi đã đồng ý cho ông 10 vạn tinh thần thạch cùng một ít đan dược rồi. Những tài nguyên này đủ để các người chia nhau rồi. Tề Vạn Hạc hai mắt đỏ ngầu. Dị Hỏa Tông của chúng ta đã có ngàn vạn năm lịch sử, chỉ bằng những thứ này của các người có thể tống cổ chúng ta đi sao? Muốn tiêu diệt Dị Hỏa Tông, phải bước qua xác của tôi trước đã. Nghe được lời này, ánh mắt của tất cả các thế lực hơi trầm xuống. Đáng chết, lão già không biết sống chết này còn kiên trì cái gì không biết. Nếu như nơi này không phải là đại lục thiên hỏa, được sức mạnh hỏa mạch ở bên dưới trợ sức, lão già này sao có thể kiên trì lâu đến vậy? Mấy lão già tức giận, vỗ mạnh vào tay vịn ghế. Là ai đặt ra quy định này? Cảnh giới nhập đạo không thể lên võ đài khiêu chiến,
bằng không tùy ý một trong số chúng ta vừa ra tay là đã có thể giết chết lão ta rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chư vị nếu thật sự muốn lên võ đài, cũng không phải là không được. Ồ, lão cổ, ông có cách. Mọi người nheo mắt lại, nhìn về phía một lão giả mặc áo choàng xanh. Những người khiêu chiến trên võ đài đều là đệ tử tông môn của bọn họ. Mấy ngày nay, đã có hơn 100 người bước lên võ đài. Không một ngoại lệ, bọn họ đều bị Tề Vạn Hạc giết chết. Vốn dĩ những người này muốn dùng cách đánh luân phiên để làm cạn kiệt thể lực của Tề Vạn Hạc. Nhưng lão già này đã kiên trì tận 7 ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dị hỏa tông thành công kiên trì, sẽ lại phải đợi thêm 100 năm nữa. Cổ Nhạc với gương mặt hiền hậu, sờ sờ chòm râu dê của mình nói, quy củ của đảo Thiên Giai là, bất kỳ người khiêu chiến nào cũng không thể vượt qua cảnh giới nhập đạo. Cảnh giới của chư vị hầu hết đều là hợp đạo đúng không? Nếu áp chế xuống nhập đạo đỉnh phong, chẳng phải các trưởng lão có thể lên đài rồi sao? Đúng vậy, đôi mắt của đám trưởng lão sáng lên. Có người lo lắng nói, thật sự là không có vấn đề chứ. Làm như vậy có rắc rối gì không? Nhớ đâu những tông môn lớn kia phát hiện. Cổ Nhạc cười lắc đầu, liếc nhìn ông già kia một cái, tiền trưởng lão, ông cẩn thận quá rồi. Sự tồn tại của dị hỏa tông hoàn toàn lãng phí tài nguyên cửa 72 đảo Thiên Giai. Dựa vào đâu mấy chục tông môn chúng ta phải cùng dùng một đảo, dị hỏa tông loại phế vật này có thể độc chiếm đảo Thiên Hỏa. Vạn vật cạnh tranh, người mạnh nhất mới có thể sống sót. Đây là đạo lý muôn đời không đổi. Nói tới đây, Cổ Nhạc thấp giọng, các người cho rằng những tông môn lớn kia vừa lòng với dị hỏa tông sao? Ý của ông là, tiền trưởng lão sửng sốt, Cổ Nhạc phun ra một câu đầy thâm ý. Những tông môn lớn đó quý trọng danh dự, không muốn ra tay tiêu diệt mà thôi. Thật ra bọn họ sớm đã muốn tống dị hỏa tông ra khỏi đảo Thiên Hỏa từ lâu. Cho nên, dù chúng ta có làm gì, cũng sẽ không gặp rắc rối. Lão Tiền bỗng tỉnh ra, thì ra là vậy. Ông ta từ từ đứng dậy. Vậy để tôi lên trước. Nói xong, ông ta giơ tay lên, ấn vài lần vào người mình. Phong ấn một vài kinh mạch, áp chế cảnh giới xuống nhập đạo đỉnh phong. Bước lên đài khiêu chiến. Ánh mắt Tề Vạn Hạc tối sầm, Tiền Viễn Sơn, thân là trưởng lão của nhà họ Tiền, thực lực hợp đạo cảnh sơ kỳ. Ông không biết quy tắc Khâu Sơn sao? Trên cảnh giới nhập đạo, cấm không được lên đài khiêu chiến. Tiền trưởng lão cười nhẹ, Tề Vạn Hạc, ông nhìn xem bây giờ tôi đang ở cảnh giới gì? Ông, đang gian lận, Tề Vạn Hạc tức giận nói. Ông ta đương nhiên có thể nhìn ra Tiền Viễn Sơn đã tự phong ấn một phần cảnh giới của mình. Ha ha ha, gian lận, ông hỏi mọi người xem. Tôi có gian lận không? Xung quanh võ đài đồng thanh vang lên, không. Sắc mặt Tề Vạn Hạc trở nên cực kỳ khó coi, ông ta biết dù có nói thế nào cũng vô dụng, vậy thì chiến. Chủ động ra tay, thanh kiếm gãy trong tay gầm lên và ra đòn. Lão già không biết sống chết, vẻ mặt Tiền Viễn Sơn lạnh lùng, tùy ý đưa tay lên không trung. Bùm, một tiếng nổ lớn như sấm vang lên. Hàng chục tia sét xuất hiện trong không trung, tạo thành một tấm lưới sấm sét chặn lại đòn tấn công của Tề Vạn Hạc. Tấm lưới sấm sét co lại, tia sét đánh xuống, Tề Vạn Hạc hét thảm một tiếng, trong nháy mắt da thịt trên người bị thiêu đốt, bay ra ngoài một cách thảm hại. Ông ta đập mạnh vào mép võ đài và rơi xuống. Đại trưởng lão, một cô gái kêu lên thất thanh, lao tới với khuôn mặt đầy nước mắt, cố gắng đỡ ông ta lên. Đừng chạm vào, Tề Vạn Hạc gầm lên giận dữ, một tay nắm chặt lấy mép đài ngăn cơ thể ngã xuống, nếu chạm vào ta rơi xuống dưới. Sẽ thua mất, một khi ta thua. Thực lực cao nhất của dị hỏa tông bị đánh bại. Dị hỏa tông nhất định sẽ diệt vong. Đại trưởng lão, đôi mắt xinh đẹp của cô gái đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Cô chỉ có thể bất lực nhìn Tề Vạn Hạc dùng hết sức lực leo lên trên võ đài. Tiền Viễn Sơn với vẻ mặt mỉa mai đi tới, giẫm mạnh lên cánh tay Tề Vạn Hạc. Hung hãn dùng sức, Tề Vạn Hạc nghiến răng kiên trì, cho dù máu thịt lẫn lộn cũng không buông tay. Tiền Viễn Sơn lắc đầu, việc gì phải thế? Một dị hỏa tông chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đáng để ông liều mạng không? Đừng nhiều lời vô nghĩa. Các người đừng hòng xâm phạm địa bàn của dị hỏa tông, ánh mắt Tề Vạn Hạc tức giận. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, chết đi. Tiền Viễn Sơn một chân giẫm lên cánh tay Tề Vạn Hạc, chân còn lại chuẩn bị đá vào đầu ông ta. Đại trưởng lão, đừng. Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, bụp, một âm thanh bóp nghẹt vang lên. Cậu là ai? Thật lớn mật. Lại dám phá hoại trận chiến ở đài võ đạo. Nhãi con muốn chết à? Thằng nhóc này là ai? Ai cho hắn vào vậy? Âm thanh ồn ào vang lên. Là cậu, giọng nói tràn ngập kích động của Tề Vạn Hạc vang lên. Cô gái lúc này mới mở mắt,
bị một màn trước mắt này làm cho choáng váng. Chỉ thấy, một người thanh niên đứng ở bên dưới đài võ đạo, bàn tay giống như nâng đỡ cả bầu trời một phát tóm lấy lòng bàn chân của Tiền Viễn Sơn. Tay còn lại thì xuất hiện 13 cây kim bạc, đâm thẳng vào cơ thể của ông ta. Sắc mặt Tề Vạn Hạc khôi phục một chút huyết sắc. "A, là anh!" cô gái che miệng hô lên. Chàng trai trẻ đã lấy đi Hoa Tam Thế Tử Dị Hỏa Tông hơn trăm năm trước thực sự đã quay trở lại. Tề Vạn Hạc cũng có vẻ không thể tin nổi, sao? Sao, sao cậu lại trở về rồi? Diệp Bắc Minh đáp, nếu tôi đã gia nhập Dị Hỏa Tông, vậy chính là đệ tử của Dị Hỏa Tông. Muốn tiêu diệt Dị Hỏa Tông ngay dưới mí mắt tôi, thì phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã. Tiền Viễn Sơn cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Diệp Bắc Minh làm cho giật mình. Khi cảm nhận được cảnh giới của anh thì lập tức giận dữ. Một tên thần quân còn con cũng dám phô trương thanh thế trước mặt lão phu. Lão phu phải cho cậu biết được, kết cục của việc quấy rối đài võ đạo chính là chết. Bàn chân bị Diệp Bắc Minh tóm chặt của Tiền Viễn Sơn đột nhiên dồn lực. Hòng đạp nát tay của anh. Giây tiếp theo, ông ta lại ngỡ ngàng phát hiện ra, bất luận bản thân cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển bàn tay giống như cùm thép kia. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh đã chữa trị xong vết thương cho Tề Vạn Hạc. Anh thờ ơ quét mắt nhìn chiếc chân thô kệch của Tiền Viễn Sơn vẫn đang dẫm lên cánh tay còn lại của Tề Vạn Hạc, cái chân này đã không còn cần thiết nữa rồi. Giơ tay, tung ra một quyền, máu thịt cùng xương vụn nổ tung. A, à, Tiền Viễn Sơn hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, tập tễnh muốn rút lui. Diệp Bắc Minh đặt một tay lên mép võ đài, cơ thể nhẹ bẫng như chim yến nhảy vọt lên, tóm lấy chiếc chân còn lại của Tiền Viễn Sơn, đem ông ta nhấc lên. Bùm, bùm, bùm. Điên cuồng đập xuống đài võ đạo giống như một chiếc gối rách. Sau hơn chục hơi thở, máu thịt toàn thân Tiền Viễn Sơn gần như nát bét, một người đang sống sờ sờ cứ như vậy bị Diệp Bắc Minh đập tới chết. Sót lại chỉ còn một thi thể mềm oặt như bông nhìn không ra hình người. Ồn ào, xung quanh đài võ đạo vang lên từng đợt tiếng hít khí lạnh, những ông lão đang ngồi trên ghế bành nhàn nhã uống trà xem kịch kia đều kinh hoàng đứng bật dậy. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh trên bục cao. Hay, hay lắm. Tề Vạn Hạc kích động tới run rẩy cả người. Cô gái tên Nha Nha ở bên cạnh cũng trợn to đôi mắt xinh đẹp, sững sờ nhìn Diệp Bắc Minh. Nhóc con, cậu rốt cuộc là ai? Đôi mắt của Cổ Nhạc như ngưng kết một tầng băng. Diệp Bắc Minh thản nhiên phun ra một câu, đệ tử của Dị Hỏa Tông, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, Cổ Nhạc cau mày, chưa từng nghe. Lời còn chưa dứt, thông tin về cái tên này chợt hiện lên trong đầu. Ông ta ngẩng phát đầu, không thể tin được thốt lên, Diệp Bắc Minh. Người đã giành được hạng nhất tại cuộc chiến thiên giai vào trăm năm trước. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Ngay khi những lời này vang lên, toàn bộ Dị Hỏa Tông như bùng nổ. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể, không phải là nói sau khi gia nhập Dị Hỏa Tông liền biến mất sao? Có người suy đoán vì quá nổi bật tại cuộc chiến thiên giai nên sau này bị người khác giết chết rồi. Cũng có người đồn thổi tên nhóc này gian lận tại cuộc thi, sau khi gia nhập Dị Hỏa Tông liền tụt dốc thành người bình thường rồi biến mất. Anh ta vậy mà còn sống. Thật bất ngờ, sau cơn chấn kinh thoáng qua, Cổ Nhạc rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, Diệp Bắc Minh đúng không? Cho dù cậu là người đứng đầu tại cuộc thi thiên giai hơn trăm năm trước thì đã sao? Không lẽ chỉ dựa vào sức lực của một người như cậu liền muốn chặn đứng sự điêu tàn của Dị Hỏa Tông? Đúng, chỉ bằng sức của một mình tôi. Diệp Bắc Minh tự tin gật đầu. Ha 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 ha, Cổ Nhạc không nhịn được mà phá lên cười đầy trào phúng. Những người tu võ xung quanh đài võ đạo cũng cười hùa theo. Diệp Bắc Minh, lão phu không biết là ai cho cậu dũng khí này nữa, Cổ Nhạc lắc đầu nói. Diệp Bắc Minh mang theo ý trêu đùa mà nhìn ông ta, vậy tôi liền nói cho ông biết, là ai cho tôi sự tự tin đó. Lời này vừa vang, phịch, Diệp Bắc Minh một bước bước ra khỏi đài võ đạo, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Cổ Nhạc. Một quyền tung ra, muốn chết, Cổ Nhạc nheo mắt lại, sát ý trong lòng dâng trào, cũng vươn nắm đấm tới. Bùm, Cổ Nhạc giống như đụng phải sắt thép vậy, nắm đấm nổ tung ngay lập tức, nhưng nắm đấm của Diệp Bắc Minh không hề dừng lại mà mạnh mẽ đập xuống ngực của ông ta. Phụt, Cổ Nhạc phun ra một ngụm máu, bắn ngược ra ngoài theo một hình vòng cung đẹp đẽ. Rầm một tiếng, Diệp Bắc Minh đuổi theo sát nút, đứng giữa không trung đạp xuống Cổ Nhạc đang rơi tự do kia, dày hồi lực ghi lên đầu ông ta, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Cậu, thực lực cao hơn cả cảnh giới hợp đạo, làm sao có thể? Cổ Nhạc như chết đứng, toàn thân run như cầy sấy. Những người tu võ khác cũng kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Một giọng nói giống như của thần chết vang lên, sau này ai dám có ý định xấu với Dị Hỏa Tông, thì sẽ nhận kết cục như vậy. Không,
Diệp Bắc Minh, cậu không thể giết tôi. Cổ Nhạc run giọng hét lên, vừa điên cuồng vùng vẫy, nhà họ Cổ chúng tôi là gia tộc dưới trướng nhà họ Sở, đây hết thảy đều là ý của họ. Nếu cậu dám giết tôi, không chỉ đắc tội với nhà họ Cổ mà nhà họ Sở quyền cao thế lớn cũng sẽ không tha cho cậu. Diệp Bắc Minh, tôi không tin cậu dám đắc tội với nhà họ Sở. Nhà họ Sở sao? Diệp Bắc Minh híp mắt, quả nhiên buông lỏng Cổ Nhạc ra. Cổ Nhạc đứng dậy, vỗ đi vết bẩn trên người, ha ha ha, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Trong mắt Tề Vạn Hạc xẹt qua một tia thất vọng, sắc mặt của Nha Nha cũng tái nhợt, xem ta Dị Hỏa Tông thực sự phải kết thúc rồi. Diệp Bắc Minh lại cười lạnh, trở về nói lại cho nhà họ Sở biết, thứ nhất, nếu còn dám nhăm nhe tới Dị Hỏa Tông, tôi bảo đảm Đảo Thiên Giai sẽ không còn ba chữ nhà họ Sở này nữa. Thứ hai, mạng của Sở Nguyên Bá tôi lấy chắc rồi. Trong vài ngày nữa, tôi nhất định sẽ đích thân tới nhà họ Sở lấy mạng hắn ta. Toàn trường chết lặng, tất cả đều sợ tới tê dần ra đầu, kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cái gì? Tề Vạn Hạc cùng Nha Nha ngẩng đầu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cổ Nhạc thì run tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, cậu, còn không mau cút đi. Diệp Bắc Minh phất tay, một con huyết long liền xuất hiện rồi chui thẳng vào lồng ngực ông ta. Đừng giết tôi, Cổ Nhạc bị hơi thở của huyết long dọa tới quỳ sụp xuống đất, điên cuồng cào xé tấm áo trước ngực. Không có điểm gì bất thường, cho đến khi Cổ Nhạc thảm hại rời đi, ánh mắt Diệp Bắc Minh mới chuyển, về phần các người, tự phế đi cảnh giới võ đạo, để lại đôi cánh tay liền có thể rời đi. Lời này giống như một quả đạn pháo làm toàn trường nổ tung khói thuốc. Diệp Bắc Minh, mày tưởng mày là ai? Muốn bọn tao tự phế đi võ công? Cũng ngông cuồng quá rồi đó. Trong đôi mắt của một vài ông lão cảnh giới hợp đạo đều bùng lên sát ý nồng đậm. Tên nhãi này quá ngông cuồng. Diệp Bắc Minh thậm chí không thèm giải thích, sải chân bước vào trong đám đông. Tiếng rồng gầm vang, một con huyết long lao ra và quét sạch mọi thứ. Phập, 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 huyết long quét tới đâu từng đóa hoa máu nở rộ tới đó, ba ông lão hợp đạo sơ kỳ mở miệng vừa rồi chết ngay tại chỗ. Giết chóc thẳng tay, khiến người người kinh hồn táng đảm. Xin lỗi cậu Diệp, tôi lập tức tự phế võ công. Tôi sai rồi, nhưng ông lão khác cũng bị dọa tới hồn bay phách lạc, nhao nhao phá hủy đan điền, lại chặt đứt cánh tay của mình, nhếch nhác rời khỏi. Cảnh giới hợp đạo tự mình phế đi đan điền, trời ơi! Dưới con mắt kinh ngạc của Tề Vạn Hạc cùng Nha Nha, chẳng bao lâu sau, bên ngoài cổng của Dị Hỏa rải rác hàng chục nghìn cánh tay trên nền đất. Ực, hai người chỉ biết nuốt nước bọt khan, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Một lát sau, Tề Vạn Hạc lại bắt đầu lo âu, hai đầu lông mày vặn chặt một chỗ, nhóc con, lần này cậu đã đắc tội hàng chục gia tộc rồi đó. Còn có nhà họ Sở tiếng tăm kia nữa, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Cảm ơn cậu vẫn nhớ tới Dị Hỏa Tông, càng cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp đỡ chúng tôi. Gương mặt Tề Vạn Hạc không nén được nụ cười khổ sở, nhưng tôi biết, số mệnh của Dị Hỏa Tông đã cạn. E rằng thực sự không còn cách nào tiếp nối được nữa. Nói đoạn, liền rút ra một cuốn sách cổ ố vàng. Đây là danh mục của các loại dị hỏa, bên trong ghi lại thứ hạng và thuộc tính của chúng. Còn có cái này, là những tâm đắc trong việc khống chế lửa của tổ sư các đời Dị Hỏa Tông, cậu cũng cầm lấy đi. Còn có chiếc nhẫn chứa vật này, bên trong là những tài nguyên võ đạo còn sót lại cuối cùng của Dị Hỏa Tông. Còn có đây, Tề Vạn Hạc đẩy Nha Nha tới trước mặt Diệp Bắc Minh, dẫn Nha Nha đi cùng đi, tìm một nơi để trốn. Tuyệt đối đừng lộ mặt nữa. Đôi mắt đẹp của Nha Nha đỏ hoe, đại trưởng lão, con muốn cùng đồng cam cộng khổ với Dị Hỏa Tông. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Sao lại thương cảm đến vậy? Anh không lấy đồ mà đại trưởng lão đưa. Ngược lại hỏi Tề Vạn Hạc một câu, đại trưởng lão, ông đoán xem, tại sao tôi lại không giết đám người đó mà thả chúng đi? Tề Vạn Hạc ngây ra, sau đó nói, để lại đường lui cho mình. Cậu lo lắng đắc tội những gia tộc lớn phía sau đám người đó, thế nên mới tha cho chúng một mạng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại trưởng lão, xem ra ông vẫn chưa hiểu tôi lắm. Là sao? Tề Vạn Hạc nghi hoặc. Diệp Bắc Minh cười nói, đối với võ giả mà nói, mất đi đan điền không khác gì đã chết. Hận thù đã không thể hòa giải được nữa. Tôi giữ lại một mạng cho bọn chúng, là muốn chúng quay về truyền tin. Tề Vạn Hạc sửng sốt, ý của cậu là? Diệp Bắc Minh cười thâm sâu nói, thứ nhất, nói cho toàn bộ thế giới bản nguyên biết. Chỉ cần Diệp Bắc Minh này ở đây một ngày thì không ai có thể động vào Dị Hỏa Tông. Thứ hai, Sở Nguyên Bá vốn dĩ là kẻ thù của tôi. Tôi muốn xem phản ứng nhà họ Sở trước, nếu họ không ngăn cản tôi giết Sở Nguyên Bá, vậy thì mọi việc đều dễ nói. Nếu như ngăn cản tôi giết Sở Nguyên Bá, tôi cũng không ngại tiêu diệt luôn nhà họ Sở.
Rầm, lời này nói ra, toàn bộ thiên hỏa đảo đều chấn động. Nha Nha che miệng kinh hãi. Cậu, Tề Vạn Hạc hít sâu một hơi, vẻ mặt sợ hãi nói, nhóc Diệp, cậu. Cậu có biết nhà họ Sở khủng bố cỡ nào không? Đờ tôi được biết, nhà họ Sở có ít nhất mười mấy cảnh giới đạo quân chấn giữ. Là đạo quân đó, đạo quân, Diệp Bắc Minh lắc đầu, dưới cảnh giới đạo quân thì tôi là vô địch. Trên đạo tổ, nếu như tôi liều mạng, ít nhất nắm chắc 50% có thể giết chết. Khi Diệp Bắc Minh bị nhốt trong khe nứt không gian, anh đã không phân thắng bại với Kim Sĩ Đại Bằng, đối phương có lẽ ở cảnh giới đạo tổ. Trời ơi, Tề Vạn Hạc kích động đến run rẩy, toàn thân nổi da gà. Cảnh giới thần quân, cảnh giới nhập đạo, ngộ đạo, hợp đạo, đạo quân, đạo tổ. Diệp Bắc Minh lại có thể có 50% thắng khi đánh với cảnh giới đạo tổ. Thật là nghịch thiên, nhóc Diệp, cậu nói thật ư, Tề Vạn Hạc muốn mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cơ thể run rẩy. Căn bản không thể bình tâm. Diệp Bắc Minh gật đầu, là thật, tốt. Tề Vạn Hạc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, bước lên nắm chặt cổ tay Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, từ bây giờ Dị Hỏa Tông cùng cậu tồn vong. Những thứ này cậu cứ cầm lấy đi. Nếu đến cả cậu cũng không cứu được Dị Hỏa Tông thì có lẽ, Dị Hỏa Tông sẽ thật sự diệt vong. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, anh cầm lấy danh sách các loại dị hỏa và thuật không chế hỏa tâm, từ chối nhẫn chữ vật. Đại trưởng lão, nhẫn chữ vật ông cứ giữ lại đi. Tài nguyên bên trong sẽ cần dùng để sau này chiêu mộ đệ tử. Tề Vạn Hạc cảm động nhìn Diệp Bắc Minh, sau đó cất nhẫn chữ vật đi. Phịch, ông ta quỳ xuống hướng đại điện Dị Hỏa Tông, tổ tiên các đời của Dị Hỏa Tông trên trời có linh thiêng. Dị Hỏa Tông ta được cứu rồi. Nhà họ Sở, trong đại điện, một người đàn ông trung niên, một lão giả và một thanh niên trẻ đang nói chuyện vui vẻ. Người thanh niên này chính là Sở Nguyên Bá. Người đàn ông trung niên là cha hắn ta, Sở Hồng. Lão giả chính là sư phụ của Sở Nguyên Bá, Độc Cô Thương. Sư phụ, lần này người đến thế giới bản nguyên, ở thêm vài ngày đi, vẻ mặt Sở Nguyên Bá cung kính, từ khi trở thành đệ tử của người, con vẫn chưa hiếu thuận người thật tốt. Nhiều năm như vậy rồi, sư phụ tung tích bất định, mãi mới đến nhà họ Sở một chuyến. Sắc mặt Độc Cô Thương hồng nhuận, nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều nhất là nửa tháng, sau nửa tháng vi sư còn việc quan trọng cần xử lý. Có điều con đừng lo, nửa tháng này vi sư sẽ dành thời gian chỉ dạy cho con. Nếu không có gì xảy ra, có lẽ con sẽ từ cảnh giới ngộ đạo tiến vào hợp đạo đỉnh phong. Cảm ơn, con cảm ơn sư phụ. Sở Nguyên Bá hưng phấn đứng bật dậy. Hướng về phía Độc Cô Thương gặp người cúi đầu 90 độ. Độc Cô Thương tùy ý giơ tay, đừng vui mừng quá sớm, con đường tu hành vẫn còn dài lắm. Con cũng đã 2.500 tuổi rồi, tiến vào cảnh giới hợp đạo hẳn sẽ nằm trong top 200 của bảng thiên giai. Nếu như 500 năm có thể tiến vào top 10, con mới có hy vọng tiến vào cảnh giới đạo quân. Nếu không e rằng cả đời sẽ chỉ dậm chân tại cảnh giới hợp đạo mà thôi. Độc Cô Thương lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, được rồi, ta hơi mệt. Đi nghỉ trước. Nhìn bóng lưng sư phụ mình, ánh mắt Sở Nguyên Bá trở nên nghiêm trọng. Giữa cảnh giới hợp đạo và đạo quân có một lạch trời. Lạch trời này chính là 3.000 tuổi. Những người ở thế giới bản nguyên, trước 3.000 tuổi mà không tiến vào được cảnh giới đạo quân, thì cả đời sẽ không có cơ hội bước vào nữa. Nguyên Bá, thời gian của con không còn nhiều nữa. Sắc mặt Sở Hồng ngưng trọng. Sở Nguyên Bá nặng nề gật đầu, cha, con biết rõ. Chỉ cần lần này chúng ta đoạt được Dị Hỏa Tông, con trai có thể có được thuật khống chế lửa. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Thái dương chân hỏa của con mặc dù không bằng dị hỏa, nhưng cũng đủ để vô địch trong đám đồng cảnh giới. Chỉ cần sư phụ giúp con tiến vào cảnh giới hợp đạo, con chắc chắn có thể lọt vào top 100 bảng thiên giai. Tốt, Sở Hồng khen ngợi một câu, sau đó cau mày, không biết tình hình ở đảo Dị Hỏa sao rồi. Lời còn chưa nói xong. Một người đàn ông trung niên nhếch nhác xông vào đại điện. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Cổ Nhạc, Sở Hồng cau mày, không vui nói, không phải bảo ông đi đánh chiếm đảo Thiên Hỏa sao? Tại sao ông vẫn còn ở đây? Hôm nay không phải là ngày cuối cùng à? Tình hình Dị Hỏa Tông ra sao? Chiếm được chưa? Ông vừa nói xảy ra chuyện. Là chuyện gì? Lẽ nào có biến? Cổ Nhạc vội vàng gật đầu, đúng vậy, Diệp Bắc Minh đã trở lại. Cái gì Diệp Bắc Minh? Sở Hồng nhíu chặt lông mày, không có ấn tượng gì với cái tên này cả. Đột nhiên, một giọng nói kinh hãi từ bên cạnh vang lên. Ông nói ai? Diệp Bắc Minh, sao có thể chứ? Sở Nguyên Bá đột ngột đứng dậy, chiếc ghế bên dưới bởi vì hắn ta quá kích động mà nổ tung, biến thành bột phấn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tóm lấy cổ Nhạc hỏi, nói lại lẫn nữa, ông vừa nhắc đến ai?
một cỗ khí ngột ngạt ập tới. Diệp Bắc Minh, người đứng đầu cuộc chiến thiên giai 100 năm trước. Diệp Bắc Minh nói, mấy ngày nữa hắn ta nhất định sẽ đến nhà họ Sở, lấy mạng công tử Nguyên Bá. Không thể nào, Sở Nguyên Bá giống như phát điên, ném Cổ Nhạc ra ngoài. Cổ Nhạc đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta quỳ trên mặt đất, bò tới và điên cuồng dập đầu, Sở công tử. Xin lỗi, đây không phải là tôi nói, mà là Diệp Bắc Minh kia. Bịch bịch bịch. Sở Hồng phát hiện Sở Nguyên Bá rất căng thẳng. Đứa con thiên tài của ông ta, lúc này mồ hôi như mưa. Một tay vậy mà lại khẽ run. Sở Hồng cảm thấy kỳ lạ hỏi, Nguyên Bá, sao vậy? Sở Nguyên Bá quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Hồng, giọng run run, cha. Thằng chó đó, nó chưa chết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Hồng nghi ngờ hỏi. Sở Nguyên Bá không giấu giếm, kể lại mọi chuyện xảy ra 100 năm trước. Cái gì? Thằng nhóc đó 100 năm trước đã một mình giết chết 10 người cảnh giới hợp đạo. Mí mắt Sở Hồng giật giật, hít một hơi lạnh, ta biết rồi, hèn chi gia tộc bỗng nhiên mất đi mười mấy cung phụng cảnh giới hợp đạo. Thì ra con mẹ nó, là do mày dẫn ra ngoài. Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm cho tao biết? Sắc mặt Sở Nguyên Bá tái nhợt, lắc đầu, cha. Con tưởng rằng thằng đó đã chết rồi. Nó bị hư không nuốt chừng, làm sao có thể sống sót trở về chứ? Cơ thể hắn ta không ngừng run rẩy. Trận chiến trăm năm trước vẫn còn khiến hắn kinh hãi. Giây tiếp theo, Cổ Nhạc đang quỳ dưới đất bỗng hét lên, a, à, cúi đầu nhìn xuống, mặt Cổ Nhạc đỏ bừng, mạch máu toàn thân nổi lên, con ngươi như nứt ra. Cẩn thận, Sở Hồng gầm lên, nắm lấy vai Sở Nguyên Bá, nhanh chóng lùi lại. Rào, một tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long từ trong cơ thể Cổ Nhạc lao ra. Bùm, toàn bộ đại điện nổ tung, âm thanh kinh hãi của Sở Nguyên Bá từ trong đám khói bụi vang lên, là hắn. Khí tức của hắn ta đã thật sự trở lại rồi. Khói bụi tan đi, thân thể Sở Nguyên Bá không ngừng run rẩy, nước mũi cũng chảy ra, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng này của con mình, lông mày Sở Hồng nhíu chặt lại. Trong mắt ông ta, con trai mình là thiên tài. Vậy mà, lại bị một Diệp Bắc Minh dọa cho sợ hãi đến mức này. Nguyên Bá, con làm cha có chút thất vọng rồi đấy. Sở Hồng trầm giọng gầm lên, một tên Diệp Bắc Minh có thể dọa con đến mức này. Sau này làm sao có thể trở thành đạo quân, thậm chí đạo tổ chứ? Cha, thân thể Sở Nguyên Bá run rẩy, cha chưa từng gặp thằng nhãi đó nên không biết nó đáng sợ cỡ nào. Đôi mắt đó, cả đời này con vẫn nhớ. Thần chết, nó giống như thần chết đi đòi mạng vậy. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, Sở Nguyên Bá vẫn không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Câm miệng, Sở Hồng trực tiếp ngắt lời, thằng danh đó rõ ràng là đang hù dọa con. Không phải nó nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà họ Sở giết con sao? Vậy chúng ta đợi, ta thật sự muốn xem, thằng nhãi này có dám đến nhà họ Sở thật hay không? Nhà họ Vương, hơn 100 năm qua đi, dung mạo của Vương Quỳnh không hề thay đổi, ngược lại càng trưởng thành quyến rũ hơn. Chiếc váy dài phóng khoáng kia cũng không thể che đi vóc dáng kiêu ngạo, đôi chân hơi bắt chéo tạo nên đường cong mê hoặc. Cô ta cúi đầu nhìn sổ sách trong tay. Đột nhiên, một lão giả vội vàng xông vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu thư, tin tức mới. Vương Quỳnh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, trải qua gian khổ trăm năm, càng làm cô ta hờ hững với đời. Lão ô, ông làm việc dưới trướng tôi đã hơn 1000 năm rồi. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước. Nói đi, có chuyện gì? Lão ô phun ra một câu, Diệp Bắc Minh trở lại rồi. Ông nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Vương Quỳnh co rút, kinh hãi đứng dậy. Cô ta không tin mà nhéo đùi mình mấy cái. Ông nói lại một lần nữa. Ai, Diệp Bắc Minh, người đứng đầu cuộc chiến thiên giai 100 năm trước, lão ô đáp. Vương Quỳnh không ngừng lắc đầu, sao có thể chứ? Anh ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể quay về? Lão ô, ông chắc chắn chứ? Có khi nào là tin tức giả không? Lão ô lắc đầu, tiểu thư, tôi đã kiểm chứng 5 lần rồi mới dám nói với cô. Nửa ngày trước, Diệp Bắc Minh trở lại Dị Hỏa Tông, không chỉ giết chết Tiền Viễn Sơn nhà họ Tiền. Mà còn phế đi toàn bộ mấy vạn võ giả có mặt ở đảo Thiên Hỏa. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh còn tuyên bố trước mặt mọi người, mấy ngày tới hắn ta sẽ tới nhà họ Sở để lấy mạng Sở Nguyên Bá. Ngón tay Vương Quỳnh nắm chặt, thân thể yêu kiều khẽ rung lên, không tồi. Cái này rất giống với tính cách của anh ta. Lão ô bổ sung một câu, nửa giờ trước, nhà họ Sở đã mời 100 người đứng đầu của cuộc chiến thiên giai đến nhà họ dự tiệc, nói là để giao lưu võ thuật. Lão nô đã hỏi qua rồi. Thật ra là đang đợi Diệp Bắc Minh đến. Tiểu thư,
nếu như Diệp Bắc Minh dám đi đến nhà họ Sở trong tình huống này, cậu ta nhất định sẽ chết. Vương Quỳnh chậm chậm ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống đống sổ sách, nhưng không đọc được chữ nào. Cô ta đóng sổ sách lại, đi, chúng ta đến nhà họ Sở. Cùng lúc đó, sâu bên trong một tòa cung điện sang trọng của nhà họ Sở. Y Thủy, Hướng Ly Ly hùng hùng hổ hổ lao vào, bên ngoài đang đồn thổi ầm ĩ kìa, cô hẳn là đã biết tin gì rồi đúng không? Sở Y Thủy bước ra, nháy mắt xuất hiện trước mặt Hướng Ly Ly. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì hứng phấn, không ngừng gật đầu, đương nhiên là biết rồi. Anh Diệp mất tích cả trăm năm, vậy mà có thể quay về. Tôi cứ tưởng anh ấy chết rồi, còn đặc biệt phái người đi tìm, nhưng không có tin tức gì. Hướng Ly Ly mỉm cười, nhìn bộ dạng vui mừng của cô kìa, lại còn sử dụng sức mạnh võ đạo nữa. Đừng có để lộ ra đấy, nhà họ Sở nói với bên ngoài rằng cô không thể thu võ. Sở Y Thủy dậm chân, ha ha, cũng không có ai nhìn thấy. Cô không nói thì ai biết chứ. Đừng có vui mừng quá sớm, Diệp Bắc Minh này tuyên bố nhất định sẽ giết chết Sở Nguyên Bá. Ánh mắt Hướng Ly Ly ngưng trọng, cha con Sở Hồng và Sở Nguyên Bá nhất định sẽ không tha cho anh ta, bọn họ đột nhiên tổ chức đại hội võ đạo gì đó. Rõ ràng là cố ý, e rằng muốn lừa Diệp Bắc Minh qua đó, sau đó thẳng thừng diệt trừ. Sở Y Thủy hừ lạnh một tiếng, hai cha con họ không có tiếng nói quyết định trong nhà họ Sở. Anh Diệp chính là ân nhân cứu mạng của tôi, để tôi xem ai dám ra tay. Lần này, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy. Thấy bộ dạng như muốn bảo vệ bao che cho con của Sở Y Thủy. Hướng Ly Ly có chút sửng sốt, Y Thủy, cô tức giận như vậy làm gì? Hơn 100 năm qua, cô chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của anh ta, không phải chỉ cứu cô một lần thôi sao? Sao cô lại quan tâm đến thế, nếu không phải tôi hiểu rõ cô, còn tưởng cô yêu anh ta rồi ấy? Làm gì có, Sở Y Thủy nhanh chóng phản bác lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. À, nhìn thấy phản ứng của Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly càng nghi ngờ hơn, cô không phải thật sự. Nhà họ Giang, Tô Cuồng kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, Tiên Nhi, em nói gì cơ? Diệp Bắc Minh quay về rồi. Giang Tiên Nhi mỉm cười gật đầu, đúng vậy, anh Tô, tin tức mới nhất. Thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia đã quay về, hiện tại hắn ta đang ở Dị Hỏa Tông. Giang Tiên Nhi giải thích một lượt về chuyện đại hội võ đạo nhà họ Sở và Dị Hỏa Tông cho Tô Cuồng nghe. Ha ha ha, cuối cùng thì hắn ta cũng xuất hiện. Tô Cuồng không nhịn được mà cười to, giống như thở ra một ngụm ác khí đã tích tụ lâu ngày, từ ngày bị đánh bại, đã trăm năm nay Tô Cuồng này đêm ngủ không ngon, luôn khắc ghi ở trong lòng. Diệp, Bắc, Minh, ba chữ này gần như đã thành tâm ma của anh. Bây giờ, cuối cùng hắn ta đã trở lại. Giang Tiên Nhi nói, anh Tô, chúng ta đến Dị Hỏa Tông tìm hắn ta ư. Với thực lực hiện tại của anh Tô, giết hắn quá dễ dàng rồi. Không, Tô Cuồng lắc đầu, à, anh Tô không phải đối thủ của hắn ta sao, Giang Tiên Nhi sửng sốt. Tô Cuồng cười nói, Tiên Nhi, ý của anh là, chúng ta không đi Dị Hỏa Tông. Trực tiếp đến nhà họ Sở, bọn họ không phải tổ chức đại hội võ thuật sao? Diệp Bắc Minh 100 năm trước đánh bại anh trước mặt mọi người, sẽ thú vị hơn nếu anh đánh bại hắn ở đó, không phải sao? Mà Diệp Bắc Minh cũng không biết, có nhiều người mong muốn gặp anh như vậy. Lúc này, sâu bên trong Dị Hỏa Tông, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, trong tay cầm hai cuốn sách ố vàng. Một cuốn sách về danh sách dị hỏa, một cuốn về thuật khống chế dị hỏa của tổ tiên Dị Hỏa Tông. Mở cuốn danh sách dị hỏa ra, Diệp Bắc Minh sửng sốt, trên thế gian này lại có hơn 30 loại dị hỏa. Loại thứ nhất, hỗn độn chân hỏa, sinh ra ở thế giới sơ khai, trong hỗn độn. Loại thứ hai, thái đạo thiên hỏa. Loại thứ ba, phần thiên chi diễm. Tiếp tục xem tiếp, loại thứ 9, cửu u lôi hỏa. Loại thứ 10, huyền minh lãnh hỏa. Một hơi xem hết, tổng cộng có 36 loại dị hỏa. Cuối cùng còn có một câu, ngoài 5 loại dị hỏa đứng đầu, có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của những loại dị hỏa phía sau không phân theo thứ tự cụ thể, những loại dị hỏa khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Phần thiên chi diễm đứng thứ 3, chỉ đứng sau hỗn độn chân hỏa và thái đạo thiên hỏa. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, phần thiên chi diễm mình từng có được lại đáng sợ như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, nhóc con, hối hận rồi à? Ai bảo cậu chủ động từ bỏ dị hỏa? Bây giờ muốn đạt lại chúng, khó đấy. Diệp Bắc Minh cười, tiểu tháp, ông coi thường tôi quá rồi. Ai nói cho ông tôi từ bỏ dị hỏa, chúng sẽ thật sự rời bỏ tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sửng sốt, nhóc con, cậu có ý gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, duỗi lòng bàn tay ra. Giây tiếp theo, ba ngọn lửa phần thiên chi diễm hiện lên trong lòng bàn tay anh.
nóng rực như núi lửa, lạnh lẽo tới cực điểm như băng. Một tia sét lóe lên trên bầu trời. Chết tiệt, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc không thôi, cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, phần thiên chi diễm. Lãnh hỏa huyền minh, cửu u lôi hỏa, trời ạ, nhóc con, cậu không phải là đã phóng thích ba loại lửa này đi rồi sao? Tại sao, sao chúng vẫn còn trong tay cậu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh mỉm cười, tiểu tháp, ông không phải không gì không biết sao? Sao ngay cả điểm này mà ông cũng không biết? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát rồi ngạc nhiên thốt lên, cậu dùng mẫu thạch hỗn độn. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, mẫu thạch hỗn độn sinh ra từ thời khai thiên lập địa, ông không phải là nói nó có thể biến đổi vạn vật sao? Tuy tôi đã phóng thích phần thiên chi diễm, huyền minh lãnh hỏa, cửu u lôi hỏa nhưng ba loại dị hỏa này đã dung hợp với tôi. Tôi nhớ hơi thở của chúng, chỉ cần dùng một chút mẫu thạch hỗn độn liền có thể biến hóa ra rồi. Trời ạ, nhóc con cậu vậy mà còn qua mắt cả tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thật sự kinh ngạc. Ngay khi tin tức về đại hội giao lưu võ đạo của nhà họ Sở truyền ra ngoài, nó đã lập tức thu hút vô số võ giả từ cuộc chiến thiên giai tham gia. Chỉ trong vòng 3 ngày, trước cửa lớn nhà họ Sở đã tụ tập vô số võ giả. Diệp Bắc Minh này dám tới nhà họ Sở sao? Khẳng định là không dám rồi. Tên nhãi đó chắc chắn chỉ mạnh miệng, đến nhà họ Sở giết Sở Nguyên Bá. Đang đùa cái gì vậy? Đúng vậy, Sở Nguyên Bá dù sao cũng là hậu duệ trực hệ của nhà họ Sở. Nếu Diệp Bắc Minh thực sự giết chết hắn ta tại chính nhà họ Sở, tôi thật không dám nghĩ tới cảnh tượng đó. Cũng chưa hẳn, các người chưa từng được tận mắt thấy cuộc chiến thiên giai vào trăm năm trước kia. Lúc đó Diệp Bắc Minh không hề để ý tới áp lực hơn vạn lần kia, một đường xông thẳng đúng là quá ấn tượng. Tài giỏi thì đã sao? Thứ đảo thiên giai không thiếu nhất chính là nhân tài. Đúng vậy, gia tộc khổng lồ như nhà họ Sở không phải là người mà Diệp Bắc Minh có thể đắc tội. Đám võ giả xem náo nhiệt ở ngoài cửa nhà họ Sở nhao nhao nghị luận. Chỉ có top 100 võ giả của cuộc chiến thiên giai mới có tư cách vào cổng nhà họ Sở. Đột nhiên, trong đám người có một thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tôi đảm bảo Diệp Bắc Minh nhất định sẽ tới. Ồn ào, hàng trăm ngàn con mắt nhìn qua, có người còn cười lạnh, nhóc con, cậu chỉ là một võ giả cảnh giới thần quân có tư cách gì mà lên tiếng. Đồ ngốc, bởi vì tôi chính là Diệp Bắc Minh. Người thanh niên cười bí ẩn. Cái gì? Đám người đều bị sốc. Một giây sau, dưới con mắt kinh hãi của hàng ngàn người, thiếu niên hướng về phía cổng của nhà họ Sở hét lên, Sở Nguyên Bá, tao tới giết mày đây. Lúc này, trong đại điện của nhà họ Sở, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Cả đại điện to lớn, chỉ có trơ trọi 100 người. Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, Vương Quỳnh, Tô Cuồng, Giang Thiên Nhi đám người này đã đến từ 3 ngày trước. Suốt 3 ngày trời, không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu. Sở Thất Gia, đại hội võ đạo mà ông nói đến, chính là để mọi người đến nhà họ Sở và ngồi đây sao? Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo xanh có vẻ không hài lòng đặt ly rượu trên tay xuống nói. Hắn lắc lắc cổ, Chu Lăng Vân, người đứng vị trí thứ 3 trong cuộc chiến thiên giai, cảnh giới ngộ đạo trung kỳ. Sở Hồng cười nhạt, Chu công tử, xin hãy kiên nhẫn. Chu Lăng Vân lạnh lùng lắc đầu, Sở Thất Gia, đã có hơn 100 tông môn đưa ra lời mời với tôi, Chu Lăng Vân tôi cũng không nhất thiết sẽ gia nhập nhà họ Sở. Tôi biết ý của Sở Thất Gia, ông không phải muốn chờ tên Diệp Bắc Minh kia sao? Ông cho rằng hắn thật sự dám tới đây, mà cho dù hắn có dám tới, hãy để tôi lĩnh giáo thực lực của hắn trước. Lời nói vừa dứt, không hề có sự báo trước. Sở Nguyên Bá, tao đến giết mày đây. Giọng nói như sấm rền, vang vọng toàn bộ đại điện. Thân thể Vương Quỳnh cứng đờ, tới rồi. Hai mắt Sở Y Thủy sáng lên, là anh ấy. Hướng Ly Ly mở miệng thốt lên, sao anh ta dám nói câu này ở nhà họ Sở chứ? Hừ, to gan lớn mật đấy. Giang Tiên Nhi ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Là giọng của hắn ta, cho dù quá hóa thành cho bụi mình cũng nhận ra. Tô Cuồng nheo mắt lại, sát ý điên cuồng ngưng tụ. Năm ngón tay siết chặt, xương cốt kêu răng rắc. Cha, hắn ta tới rồi. Sắc mặt Sở Nguyên Bá tái nhợt, dường như có bóng ma tâm lý. Sở Hồng lãnh đạm trả lời, sợ cái gì? Hắn ta dám tới, chính là tìm tới cái chết. Soạt, hơn trăm võ giả đồng thời nhìn về phía cửa của đại điện. Ầm, một âm thanh vang lên, một cỗ khí tức cường đại ập đến, làm cửa đại điện nổ tung, mảnh vụn bay tung tóe. Mày chính là Diệp Bắc Minh, người bắt bọn tao đợi 3 ngày 3 đêm. Chu Lăng Vân xông thẳng về phía Diệp Bắc Minh, giọng điệu lạnh lùng nói, nhớ lấy, tao là người xếp thứ 3 trong cuộc chiến thiên giai, Chu Lăng. Diệp Bắc Minh thậm chí không thèm nhìn Chu Lăng Vân lấy một cái, một quyền đánh ra. Phụt, hóa thành xương máu,
Người đứng thứ ba cuộc chiến thiên giai, Chu Lăng Vân, chết. Ôi trời, các thành viên khác của cuộc chiến thiên giai đều đứng bật dậy vì kinh ngạc. Toàn thân run rẩy, Vương Quỳnh, Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly ba người hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không để ý tới đám người trong đại điện, ánh mắt dán chặt vào Sở Nguyên Bá cách đó không xa. Lãnh đạm, tử vong, căn bản không thuộc về con người, giống như thần chết bò ra từ vực sâu địa ngục vậy. Trong lòng Tô Cuồng tràn ngập kinh hãi, vừa nãy hắn còn đang nghĩ làm thế nào để giết Diệp Bắc Minh, sửa sạch nỗi nhục trăm năm trước. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, ý chí chiến đấu của hắn lập tức bị dập tắt. Người này, thật khủng bố. Căn bản không cần giao đấu, chỉ một cái nhìn mà thôi. Tô Cuồng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể như vậy được? Thằng nhãi này đã trải qua những gì? Tại sao lại mạnh đến thế? Tô Cuồng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Giang Tiên Nhi vô cùng thất vọng nhìn Tô Cuồng, anh Tô, anh sao vậy? Tại sao đến nhìn anh cũng không dám nhìn vào Diệp Bắc Minh? Anh, đôi vai Tô Cuồng run rẩy, tim đập điên cuồng, không dám ngẩng đầu lên, hy vọng Diệp Bắc Minh không để ý tới hắn ta. Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày. Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày. Diệp Bắc Minh mặc kệ tất cả, cực kỳ ung dung. Tiến lên một bước, trong nháy mắt thân hình biến mất, xuất hiện trước mặt Sở Nguyên Bá. Anh giơ tay lên chụp về phía cổ hắn. Sở Nguyên Bá sợ đến cứng đờ, đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng quên cả phản ứng. Muốn chết, mày cho rằng nhà họ Sở tao là nơi nào? Sở Hồng tức giận gầm lên, ra đây hết cho tôi, giết. Trong nháy mắt, ba lão giả đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, khí tức của cảnh giới hợp đạo hậu kỳ bùng nổ. Giống như một trận lũ ập tới, hư không xung quanh dao động, gần như sụp đổ. Diệp Bắc Minh vẫn ung dung điềm tĩnh, năm ngón tay nắm lại, đánh ra một quyền. Rào, tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long nổ tung. Ánh mắt của năm lão giả kia hiện lên nỗi kinh hãi vô tận, họ chưa kịp phản ứng lại thì đã phun ra máu. Phụt, năm đóa hoa máu nổ tung, máu văng lên khắp người Sở Nguyên Bá và Sở Hồng. Hít, trong đại điện vang lên tiếng hít thở. Sao có thể, Sở Hồng sợ đến mức tim gần như vỡ vụn. Năm người cảnh giới hợp đạo hậu kỳ, vậy mà bị Diệp Bắc Minh giết chết trong một quyền. Đây là mơ sao? Sở Hồng run rẩy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao con trai mình lại sợ hãi đến thế. Đừng giết tôi, Sở Nguyên Bá sợ đến quỳ xuống mặt đất, điên cuồng đập đầu, đại nhân. Xin lỗi, tôi không nên chọc giận anh, Sở Nguyên Bá tôi biết sai rồi. Này, tính cách này của cậu, sao có thể xứng làm đệ tử của Độc Cô Thương này? Vô cùng thất vọng, giây tiếp theo, rầm, một cỗ uy lực cực khủng bố ập đến. Toàn bộ người trong đại điện như rơi xuống biển, cảm thấy vô cùng khó thở. Một lão giả xuất hiện bên cạnh Sở Nguyên Bá, Sở Nguyên Bá, đứng lên. Đôi mắt già nua dán chặt vào Diệp Bắc Minh, giống như một vị thần cao cao tại thượng, cậu, quỳ xuống. Khí tức của cảnh giới đạo tổ không hề che dậy bùng phát. Nếu nói tất cả mọi người có mặt là một dòng sông nhỏ, vậy thì cảnh giới đạo tổ trước mắt chính là biển cả. Cảnh giới đạo tổ, sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống. Ánh mắt Độc Cô Thương lạnh lùng, nếu đã biết bổn đạo tổ, còn không mau quỳ xuống. Một tiếng sấm rền vang lên, ông là cái thá gì, người tôi muốn giết, không ai có thể ngăn cản, ngay cả cảnh giới đạo tổ cũng vậy. Cút, Diệp Bắc Minh tập trung hết năng lượng trong cơ thể, thần lực vô tận điên cuồng rung động, lao thẳng về phía Sở Nguyên Bá. Muốn chết, Độc Cô Thương lạnh lùng phun ra một chữ, gần như cùng lúc chắn trước người Sở Nguyên Bá, giơ tay hướng về phía Diệp Bắc Minh. Rầm, một cỗ âm thanh như tiếng nổ tung vang lên. Làn sóng khí tức kinh khủng lấy Diệp Bắc Minh và Độc Cô Thương làm trung tâm quét ra ngoài. Toàn bộ đại điện nổ tung, biến thành mảnh vụn bay khắp bầu trời. Tiểu thư, cẩn thận, mau lùi lại, Sở Y Thủy, Vương Quỳnh, Hướng Ly Ly và những người khác sắc mặt đại biến, mấy lão giả phía sau đồng thời ra tay, kéo theo họ nhanh chóng lùi ra sau. Một ông lão nhà họ Giang cũng xuất hiện, nắm lấy vai Giang Tiên Nhi, lập tức rút lui ra bên ngoài đại điện. Tô Cuồng bị làn sóng khí tức này chấn bay, nhếch nhác ngã xuống đất. Những võ giả khác của cuộc chiến thiên giai thì không may mắn như vậy, rất nhiều người đã bị sức mạnh còn sót lại này đánh trúng, hóa thành xương máu tại chỗ. Ngoại trừ 50 người, tất cả đều chết. Trong số 50 người còn lại, một số ít chết, phần lớn đều bị thương nặng. Âm thanh gì vậy? Bên ngoài nhà họ Sở, vô số võ giả kinh hãi ngẩng đầu, Diệp Bắc Minh thật sự đang đánh nhau ở bên trong sao? Quay lại tình hình trong đại điện, dưới con mắt kinh hãi của mọi người. Ồ, nhóc con, cậu không phải võ giả bình thường, một quyền vừa rồi không có dao động lớn của sức mạnh võ đạo.
Chủ yếu là sức mạnh thể chất, cậu là võ giả luyện thể. Độc Cô Thương khó tin nói. Luyện thể giả, Sở Y Thủy, Vương Quỳnh và Hướng Ly Ly đều sững sờ. Tô Cuồng sửng sốt, luyện thể giả. Chẳng trách thực lực của hắn cường đại đến vậy, hắn ta vậy mà là luyện thể giả. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông nói nhảm nhiều quá đấy. Muốn chiến thì chiến, huyết long, ra đây. Thiên ma kiếm xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, một con huyết long lao ra. Đợi một chút, mí mắt Độc Cô Thương giật mạnh, vội vã lùi lại mười mấy bước. Một kích giao chiến với Diệp Bắc Minh vừa rồi làm ông ta cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm, chết tiệt, nếu không phải lão phu cần tới nơi đó, phải bảo toàn sức mạnh thì thằng nhóc cậu hôm nay chắc chắn phải chết. Vì đại cục làm trọng, tạm thời không giết, nhưng Diệp Bắc Minh lại không có ý định dừng tay. Huyết Long vẫn cứ lao tới. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng lão phu sợ cậu sao? Tôi kêu cậu dừng tay. Ông nghĩ ông là ai? Muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng chắc. Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu, tôi nói cho ông biết, muộn rồi. Huyết Long lao tới, nháy mắt quét sạch toàn bộ đống đổ nát trong đại điện. Độc Cô Thương dường như rơi xuống cổng địa ngục, ông ta chưa bao giờ gặp phải loại nguy cơ như vậy. Thằng nhóc, cậu, Độc Cô Thương vừa giận vừa sợ hãi. Chấn Hồn Kiếm, ra đây. Gầm lên một tiếng với đôi mắt đỏ ngầu, một thanh kiếm đen xuất hiện trong lòng bàn tay khô cằn của ông ta, dùng toàn lực chém về phía Huyết Long. Rào, Huyết Long gầm lên, bị Chấn Hồn Kiếm chém vỡ thành từng mảnh. Hư không tan nát, phụt, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Độc Cô Thương vậy mà lại bị thương. Phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại chừng 7-8 bước, khuôn mặt già nua của Độc Cô Thương xuất hiện một tia sợ hãi và nghiêm túc, nếu tiếp tục đánh, e rằng có giết chết được Diệp Bắc Minh thì ông ta cũng phải trả một cái giá nặng nề. Thằng nhóc này gần như yêu nghiệt, vì chuyện lớn kia, phải nhịn. Nhóc con, Độc Cô Thương tôi ghi nhớ cậu rồi. Nói xong một câu, ông ta xoay người bước đi, biến mất trước ánh mắt của mọi người. Sư phụ, người, Sở Nguyên Bá sợ đến mức tim như vỡ tung. Sở Hồng sững sờ tại chỗ, càng đừng nói đến Sở Y Thủy, Vương Quỳnh, Hướng Ly Ly bọn họ, sớm đã sợ đến há hốc miệng, đôi mắt đẹp mở to, sốc càng thêm sốc. Anh Diệp vậy mà có thể dọa cho cảnh giới đạo tổ phải bỏ chạy. Cho dù bọn họ có thể nhìn ra Độc Cô Thương có nhiều băn khoăn, nhưng cũng đủ để đám người chấn động. Hình như giỏi hơn Tô Cuồng rất nhiều. Giang Tiên Nhi theo bản năng lên tiếng. Sắc mặt Tô Cuồng tối đen, có dự cảm không tốt. Một giọng nói như thần chết vang lên. Xem ra, sư phụ cũng không cứu nổi mày rồi. Đại nhân, không không, không, nhìn Diệp Bắc Minh bước từng bước tới. Sở Nguyên Bá sợ tới mức tiểu ra quần, đôi chân như tê liệt trên mặt đất. Sở Hồng ở bên cạnh cũng không dám nói một câu, mồ hôi chảy ròng ròng như mưa. Mạng sống của con trai làm sao quan trọng bằng mạng của chính mình được. Diệp Bắc Minh giơ tay định giết Sở Nguyên Bá thì một giọng nói già nua khác vang lên, cậu Diệp đến nhà họ Sở chúng tôi làm ầm ĩ như vậy. Còn muốn giết con cháu của Sở gia. Có phải có chút quá đáng rồi không? Cả một khoảng trời đất vang lên âm thanh ầm ầm. Giây tiếp theo, một lão giả nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này, ông ta giống như nhân vật chính của khoảng trời này vậy. Tốt quá, Ngũ gia gia, mau cứu cháu. Sở Nguyên Bá tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng. Ngũ gia gia, sao ông lại tới đây? Không phải ông đang bế quan sao? Sở Y Thủy có chút kinh ngạc. Lão giả liếc nhìn Sở Nguyên Bá bị dọa đến mức tiểu ra quần bên cạnh, khẽ cau mày. Lại quay đầu nhìn Sở Y Thủy cười nói, động tĩnh lớn như vậy, Ngũ gia gia còn không xuất hiện, chẳng phải nhà họ Sở sẽ bị người ngoài tiêu diệt luôn sao? Nói xong, có chút ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh, cho lão phu một lời giải thích, nếu không. Diệp Bắc Minh cười nói, ha ha ha, nhà họ Sở các người thật thú vị. Chỉ cho phép các người giết tôi, không cho tôi đến giết các người đúng không? Lão già kia, xem ra ông với Sở Nguyên Bá không khác gì nhau. Đúng là người một nhà. Sở Y Thủy sửng sốt, anh Diệp, Ngũ Gia Gia là người công bằng chính trực. Ông ấy không phải là người như anh nói đâu. Lão già tao nhã cao mày nói, Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì? Nếu như nhà họ Sở có lỗi trước, ta tuyệt đối sẽ công bằng, không thiên vị bất cứ ai. Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu, trên tinh hạm nhà họ Vương, Sở Nguyên Bá muốn giết tôi. Sau đó, trong cuộc chiến thiên giai 100 năm trước, hắn ta tìm mười mấy người cảnh giới nhập đạo vây giết tôi. Sau đó nữa, Sở Nguyên Bá dẫn theo 17 người cảnh giới hợp đạo đuổi giết tôi ở Đại Lục Linh Mộc. Nếu không phải tôi may mắn, vô tình rơi vào khe nứt không gian thì đã chết rồi. Ông cảm thấy hôm nay tôi còn có thể đứng ở đây hay không? Tôi không nhịn được tự hỏi, tôi chưa từng đắc tội Sở Nguyên Bá, vì sao hắn ta lại muốn giết tôi như vậy? Lông mày của lão giả nho nhã nhíu chặt lại.
Ánh mắt ông ta khẽ đảo qua, nhìn về phía Sở Nguyên Bá, "Sở Nguyên Bá, có chuyện này không? Cậu đã quên lời giáo huấn của tổ tiên nhà họ Sở rồi sao, không thể cậy thế nạt người. Nhà họ Sở có được ngày hôm nay, không chỉ dựa vào thực lực, càng là dựa vào tiếng tăm tích lũy từ nhiều đời tổ tông." Sở Nguyên Bá điên cuồng lắc đầu, "Ngũ gia gia, là giả. Đều là giả hết, thằng chó này đang nói dối." Ồ, trong mắt áo giả tao nhã hiện lên một tia nghi hoặc. Sở Nguyên Bá vội vàng nói, "Trên tinh hạm nhà họ Vương, Vương Quỳnh cũng có mặt. Cô ta có thể làm chứng cho cháu." Soạt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vương Quỳnh. Vương Quỳnh cắn chặt môi, trong lòng do dự. Sở Nguyên Bá gầm lên, "Vương Quỳnh, cô nhanh nói đi. Cô bám theo nịnh nọt bổn công tử nhiều năm như vậy, bây giờ làm chứng giúp ta không được sao? Chỉ cần cô gật đầu, tôi lập tức chuẩn bị lễ vật và cưới cô. Từ nay về sau, cô chính là người vợ duy nhất của Sở Nguyên Bá tôi." Vương Quỳnh hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Được, tôi làm chứng." Ha ha ha, nghe thấy ba chữ, "tôi làm chứng" của Vương Quỳnh, Sở Nguyên Bá nhìn không được bật cười thành tiếng, "Diệp Bắc Minh, mày nghe thấy chưa? Tao có nhân chứng đấy. Vương Quỳnh, cô làm rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ là người phụ nữ của Sở Nguyên Bá này." Sở Y Thủy nhíu mày, lạnh lùng nhìn Vương Quỳnh, nhưng Vương Quỳnh lại cười nói, "Sở công tử, tôi nói làm chứng, nhưng không nói giúp anh làm chứng nhé." "Cái gì?" Sắc mặt Sở Nguyên Bá lập tức tái nhợt. Vương Quỳnh nhìn lão giả nho nhã kia, quỳ một chân xuống, "Tiền bối, Vương Quỳnh tôi nguyện dùng danh dự ngàn vạn năm của nhà họ Vương ra thề. Tất cả những gì anh Diệp nói đều là sự thật, Sở Nguyên Bá làm những việc này, không hề lén lút, giấu giếm. Hơn nữa, lúc tôi đưa anh Diệp đến Đại Lục Linh Mộc, Sở Nguyên Bá đã mang theo 17 cung phụng cảnh giới hợp đạo của nhà họ Sở đến vây giết anh Diệp, chuyện này tôi tận mắt nhìn thấy." Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn Vương Quỳnh, "Người phụ nữ này, vậy mà đứng ra nói giúp mình. Nói láo, tất cả đều là bịa đặt." Hai mắt Sở Nguyên Bá đỏ bừng, "Con tiện nhân này. Tao giết mày." Hắn gầm lên, lao nhanh về phía Vương Quỳnh. Diệp Bắc Minh tiến lên phía trước một bước, chắn trước mặt Vương Quỳnh, đánh ra một quyền. Với thực lực của Sở Nguyên Bá hiện tại, căn bản không thể ngăn cản được một quyền này, vào đúng lúc hắn sắp bị giết. Lão giả nho nhã giơ tay nhấn xuống, một cỗ sức mạnh kinh khủng lao tới, chắn lại đòn kia của Diệp Bắc Minh. "Ngũ gia gia, tốt quá rồi. Nhanh giết Diệp Bắc Minh và con tiện nhân kia đi." Sở Nguyên Bá vui mừng kêu lên. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, đồng thời truyền âm, "Tiểu tháp, tôi có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?" Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, "Nếu không dùng sức mạnh của tôi, cậu có 60%. Sử dụng sức mạnh của tôi, áp đảo." Diệp Bắc Minh gật đầu, 60% là đủ rồi. Đột nhiên, lão giả nho nhã lên tiếng, "Sở Nguyên Bá, cậu đã vi phạm tổ huấn của nhà họ Sở. Cố tình lợi dụng thế lực của nhà họ Sở để giết người vô tội." "Cái gì?" Nụ cười của ả Sở Nguyên Bá cứng đờ, thân thể run rẩy. Phụt, năm ngón tay lão giả nho nhã nắm chặt, Sở Nguyên Bá ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không kịp, lập tức biến thành hư vô. "Sở Hồng, biết con làm càn nhưng không dạy, lại còn khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn, đáng bị trừng phạt." Tùy ý vung tay ra, Sở Hồng cười khổ một tiếng, cũng bị tru diệt. Biến cố đột nhiên xảy ra. Tất cả mọi người ở hiện trường có mặt đều choáng váng. Diệp Bắc Minh cũng sững sờ. Con mẹ nó lại là chuyện gì đây? Lần đầu tiên thấy lão tổ không bảo vệ con cháu, làm anh có chút kinh ngạc. Một mảnh im ắng, giọng nói lão giả vang lên, "Diệp Bắc Minh, cậu có hài lòng với cách xử lý của lão phu không?" Diệp Bắc Minh lúc này mới tỉnh táo lại, gật đầu, "Công bằng công chính, làm người ta tin phục." Nhưng mà, lời nói đột ngột chuyển hướng. "Nhưng cái gì?" Lão giả nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn lão giả nho nhã, "Nếu nhà họ Sở công chính liêm minh như vậy, tại sao ngàn vạn năm trước chỉ vì một vật đến từ ngoài hành tinh chưa ai từng nhìn thấy mà tùy tiện lạm sát người của những đại lục khác? Thậm chí, một số đại lục đã bị diệt vong, hàng tỷ người biến mất, vô số chủng tộc đã hoàn toàn bị tuyệt tử." Ngay khi lời này vang lên, toàn trường im lặng như chết, thân thể Sở Y Thủy, Vương Quỳnh, Hướng Ly Ly mấy người run rẩy. Giang Tiên Nhi cũng sợ hãi, sắc mặt Tô Cuồng tái nhợt, ai mà không biết đây là chuyện cấm kỵ của nhà họ Sở. Diệp Bắc Minh vậy mà lại dám nói ra trước mặt mọi người. Đúng là điên rồi, anh Diệp, đừng nói nữa, Vương Quỳnh phía sau kéo áo Diệp Bắc Minh, tuyệt vọng lắc đầu. Sắc mặt lão giả nho nhã phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Cậu nhóc, cậu có ý gì? Một cỗ sát khí lao ra, sắc bén vô cùng, cát đá xung quanh bay tứ tung, lá trên cây liên tục rơi xuống.
Diệp Bắc Minh cười nhếch miệng, tôi đương nhiên muốn vạch trần bộ mặt giả dối của nhà họ Sở. Trả lời tôi, nếu các người thật sự trí công vô tư, tại sao lại làm ra loại việc diệt tộc chỉ vì một vật ngoài hành tinh? Lão giả nho nhã nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, cậu là ai? Diệp Bắc Minh cười nói, tôi chính là một trong những chủng tộc đã bị nhà họ Sở tiêu diệt. Thì ra là như vậy. Lão giả nho nhã gật đầu, thu lại sát ý. Sau đó bình tĩnh trả lời, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, nhà họ Sở cũng là bị uy hiếp. Chỉ có điều, nhà họ Sở góp sức nhiều nhất, chịu trách nhiệm giết hại lớn nhất. Những năm qua, nhà họ Sở luôn tìm cách đền bù tổn thất cho những hậu nhân đã bị giết năm xưa. Nếu cậu muốn trả thù, lão phu lúc nào cũng chào đón. Diệp Bắc Minh cau mày, ông có ý gì? Lão giả nho nhã trả lời, nếu đã có vật đến từ ngoài hành tinh, vậy tại sao không thể có khách từ nơi đó? Năm đó, có ba chàng trai trẻ đến thế giới bản nguyên, không có bất kỳ ai có thể chống lại họ. Tôi chỉ có thể cho cậu biết đến đây thôi, nhà họ Sở cũng là thân bất do kỷ. Nghe được tin tức này, Diệp Bắc Minh trợn tròn hai mắt. Trong lòng xáo trộn, ba người thanh niên trẻ. Chẳng lẽ là ba người ở đại lục hỗn độn kia sao? Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh nhớ đến rất nhiều chuyện. Đột nhiên, nhẫn chữ vật của Diệp Bắc Minh dao động, một niệm thức, dị hỏa lệnh xuất hiện trong lòng bàn tay. Giọng nói sốt ruột của Tề Vạn Hạc vang lên, nhóc Diệp, xảy ra chuyện rồi. Không biết Sico Đường bị làm sao, đột nhiên như biến thành một người khác. Nói bản thân là huyền nữ gì đó, còn muốn giết chết tất cả chúng tôi. Tôi kích hoạt trận pháp của dị hỏa tông vây khốn cô ấy, kết quả cô Đường lại xông vào hố thiên hỏa. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đại biến. Chẳng lẽ thần hồn của Bắc Hải huyền nữ đã thức tỉnh? Muốn chiếm lấy thể xác của Đường Lạc Âm một lần nữa? Lần sau tôi sẽ lại ghé thăm, cáo từ. Diệp Bắc Minh không có thời gian suy nghĩ thêm, xoay người biến mất. Lão giả nho nhã quét mắt qua đám người đang có mặt, hy vọng mọi người sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay. Sau đó ông ta nhìn về phía người nhà họ Sở, tuyên bố với bên ngoài, Sở Nguyên Bá và Sở Hồng Nhiễm phải bệnh lạ, đột ngột qua đời. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng trở về dị hỏa tông, Nha Nha sớm đã chờ ở cửa núi, chạy tới nói, anh Diệp, anh về rồi. Tình hình thế nào, Diệp Bắc Minh hỏi. Nha Nha hoang mang lắc đầu, tôi không biết, đại trưởng lão bảo tôi ở đây chờ anh về thì dẫn anh qua hố thiên hỏa. Đi, hai người nhanh chóng đi về phía hố thiên hỏa. Thiên hỏa đảo được hình thành do thiên hỏa của ngoại vực rơi xuống, thiêu đốt cả một mảnh đại lục. Trung tâm của vụ hỏa hoạn này được gọi là hố thiên hỏa. Từ đó ngọn lửa này vẫn chưa từng dụi tắt. Ngàn vạn năm nay, nhiệt độ của hố thiên hỏa ngày càng cao, nơi sâu nhất đến tổ tiên của dị hỏa tông cũng không dám bước vào. Gần đến hố thiên hỏa, nhiệt độ ngày càng tăng. Mồ hôi như mưa, Nha Nha cũng ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo mỏng manh như dính chặt vào người, lộ ra đường cong cơ thể hút mắt. Diệp Bắc Minh không có tâm tư thưởng thức, đi thẳng một đường đến hố thiên hỏa. Ánh mắt Tề Vạn Hạc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hố thiên hỏa. Khi thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện thì vội vàng chạy tới, nhóc Diệp, cô Đường đã vào trong đó hơn một tiếng rồi. Với nhiệt độ này, thần lực của võ giả rất nhanh sẽ bị tiêu hao. Một khi thần lực bị hao mòn, sẽ không có cách nào chịu được sức nóng của lửa, e rằng cứ như vậy bị thiêu chết, thần hồn tiêu diệt. Nghe vậy, Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh, tôi biết rồi. Bắc Hải huyền nữ muốn mượn lực của thiên hỏa, tiêu diệt thần hồn của Đường Lạc Âm. Sau đó thật sự chiếm lấy cơ thể cô ta, con mẹ nó. Đường Lạc Âm bầu bạn cùng anh trong không gian hư không suốt trăm năm, cho dù không chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia. Nhưng trong lòng Diệp Bắc Minh, vị trí của cô ấy cũng đã không kém hơn nhóm hồng nhan chi kỷ kia rồi. Anh không chút do dự lao thẳng vào trong hố thiên hỏa. Sóng nhiệt như thiêu như đốt ập tới. Người có tu vi dưới cảnh giới bản nguyên tiến vào nơi này e rằng sẽ trực tiếp bị thiêu rụi. Cho dù cảnh giới thần quân như Diệp Bắc Minh, lúc này cũng cảm thấy thần lực đang nhanh chóng bị bào mòn. Chỉ vừa lao ra ngoài mấy trăm mét, ít nhất đã hao tổn một phần mười sức lực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức ra tay, một luồng khí hỗn độn tức khắc bao trùm lấy Diệp Bắc Minh, chặn đứng mọi sóng nhiệt. Sức mạnh lúc này mới không bị hao mòn nữa. Tiểu Tháp, mau tìm kiếm vị trí của Lạc Âm đi. Năng lượng của nơi này cực cao, dùng thần niệm thăm dò luôn bị quấy nhiễu, tôi cần một chút thời gian, cậu mau đuổi tới khu vực trung tâm trước đi. Được. Diệp Bắc Minh không hề chần chừ mà bay thẳng vào trung tâm của hố thiên hỏa. Một lát sau, anh liền nhìn thấy một màn đầy chấn động. Những tảng đá trên mặt đất thực sự đang bùng cháy. Lửa cháy dập trời, giống như cảnh tượng bước ra từ địa ngục. Lại tiến lên hơn 10 dặm, mặt đất dưới chân dần dần trở nên mềm mại hơn. Dung nham xuôi chảy về phía trước, tạo thành một thế giới lửa.
Thấy rồi, Đường Lạc Âm ở ngay phía trước. Diệp Bắc Minh một bước nhảy ra ngoài, bàn chân dẫm lên dung nham, sau lưng cuộn lên một đợt sóng lớn. Cuối cùng, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đầm mình trong dòng nham thạch, quần áo trên người đã hóa thành cho bụi từ lâu. Làn da cô phủ một màu đỏ lượng tươi đẹp, năng lượng thuộc tính hỏa vô tận đang dâng trào khắp cơ thể cô ấy. Cái này tôi có thể nhìn không? Ngắt kết nối, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rất quyết đoán. Lạc Âm, Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, vội vàng chạy qua. Đường Lạc Âm mơ màng hé mở đôi mắt đỏ hoe, nhóc con, sao lại là anh? Đừng hòng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Cút, Bắc Hải Huyền Nữ, người đang khống chế thân thể của Đường Lạc Âm gằn giọng nói. Bàn tay ngọc ngà vừa vươn, dung nham dường như vật thể sống hóa thành mười mấy con rồng lửa lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay chụp vào hư không, kiếm thiên ma liền xuất hiện trong tay. Một kiếm quét qua, kiếm khí chém tới va chạm trực diện với rồng lửa khiến chúng phát nổ ngay lập tức. Chiêu này phóng ra năng lượng bùng nổ, vọt thẳng tới trước người Đường Lạc Âm. Bắc Hải Huyền Nữ thấy vậy chỉ nở một nụ cười thần bí, Diệp Bắc Minh, đi chết đi. Bùm, dứt lời một ngọn lửa lớn màu xanh lục len lỏi từ nơi sâu trong dòng dung nham bộc phát bao trùm lấy khu vực xung quanh, trông cực kỳ quái dị. Diệp Bắc Minh biến sắc, ngọn lửa này là Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng dị hỏa. Ha 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 ha, Bắc Hải Huyền Nữ cười ngạo nghễ, cũng có chút kiến thức đó chứ. Chính là Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa. E rằng nơi này từng có một yêu tổ biến mất, máu tươi dung hòa với lửa trời thiêu đốt suốt mấy trăm triệu năm. Vậy mà sinh ra thần vật như Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa. Đúng là trời cũng giúp Bắc Hải Huyền Nữ ta, Diệp Bắc Minh hôm nay chính là ngày chết của anh. Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa tụ lại mà tới, hư không vậy mà bốc cháy theo. Diệp Bắc Minh cười lạnh, cô tưởng rằng chỉ mình cô có dị hỏa à. Phần thiên chi diễm, vừa hô, hai tay anh vừa đan chéo. Phần thiên chi diễm liền xuất hiện trong lòng bàn tay anh rồi lao ra ngoài. Grow, hóa thân thành hai con rồng lửa lao về phía Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa. Bắc Hải Huyền Nữ giật mình, trơ mắt nhìn Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa bị phần thiên chi diễm cứ như vậy nuốt chửng. Anh! Anh vậy mà có được phần thiên chi diễm. Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa hầu như không có khắc tinh, phần thiên chi diễm vừa hay là một trong số đó. Chỉ trong chốc lát, Yêu Huyết Địa Tâm Hỏa đã chẳng còn chút bóng dáng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Chuyện cô không biết còn nhiều lắm, lập tức cút ra khỏi thân thể Đường Lạc Âm cho tôi. Bắc Hải Huyền Nữ nheo mắt, nằm mơ đi, thân thể này bổn tọa muốn chắc rồi, có bản lĩnh thì tới mà cướp lại đi. Thân thể vừa động liền thả mình chìm vào nơi sâu trong dung nham. Muốn đi, nằm mơ, giọng nói Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nắm ngón tay tóm chặt vào trong không khí. Phần thiên chi diễm lập tức bay ra, hóa thành hai sợi xích đâm vào trong dung nham. Trực tiếp khóa chặt lấy tứ chi của Bắc Hải Huyền Nữ rồi kéo trở lại. Bắc Hải Huyền Nữ kịch liệt chống cự, nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi. Diệp Bắc Minh, anh thả tôi ra. Diệp Bắc Minh rảo bước tiến tới, hai người mặt đối mặt. Một phát tóm chặt, một hơi thở mạnh mẽ ập tới. Đầy tính co giãn, một cảm giác rõ ràng đến từng chân tơ truyền đến, Đường Lạc Âm run rẩy. Tuy rằng cơ thể là của Đường Lạc Âm nhưng cảm giác lúc này lại là của Bắc Hải Huyền Nữ. Đôi mắt đẹp của cô ta lập tức đong đầy giận dữ, còn đan sen vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, Diệp Bắc Minh. Anh đây là đang báng bổ Huyền Nữ, anh thực sự không sợ. Diệp Bắc Minh lại dở mánh cũ, giống như lần trước ở trong không gian hư vô, cút ra ngoài, bàn tay này tiếp nối bàn tay kia hạ xuống. Bắc Hải Huyền Nữ giận dữ vô cùng, anh, đừng đánh nữa, tôi đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể này, Đường Lạc Âm đã không thể trở lại nữa rồi. Cho dù anh đánh nát nơi đó, cô ta cũng không bao giờ quay lại. Bắc Hải Huyền Nữ cắn răng nghiến lợi nói. Không thể nào, Diệp Bắc Minh lắc đầu, thần hồn của người luân hồi có thể tùy ý tách rời, cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô chỉ là đang chiếm giữ thân thể cô ấy, cố gắng kiên trì mà thôi. Nếu còn không ra, đừng trách tôi càng tàn nhẫn. Bắc Hải Huyền Nữ có chút phẫn nộ, vậy mà không lừa nổi tên nhãi con này. Cô ta cũng ương bướng, cứng miệng nói, Diệp Bắc Minh, bổn tọa không tin anh còn có cách gì khác. Câu này còn chưa nói xong, xoạt, thân thể Diệp Bắc Minh chấn động, quần áo trên người vỡ thành từng mảnh vụn. Anh trực tiếp ôm chầm lấy thân thể yêu kiều của Đường Lạc Âm, thực sự giao hòa xúc cảm. Cơ thể này đang run rẩy điên cuồng dưới sự điều khiển của Bắc Hải Huyền Nữ, Diệp Bắc Minh trực tiếp di chuyển tay lên xuống không có điểm mấu chốt. Bắc Hải Huyền Nữ nhắm mắt lại, nghiến chặt răng kiên trì, để mặc anh làm loạn. Dòng điện không ngừng ập tới. 15 phút sau. Diệp Bắc Minh gần như sắp đi tới bước cuối cùng. Anh, muốn làm gì? Bắc Hải Huyền Nữ rốt cuộc nhìn không được nữa,
Đường đường là huyền nữ vậy mà trong giọng nói còn mang theo tia nghẹn ngào, cô ta thực sự sợ hãi rồi. Cho dù thân thể này không phải của cô ta cũng không muốn bị người đàn ông trước mắt này xúc phạm. Diệp Bắc Minh, anh thắng rồi. Bổn huyền nữ thề sẽ giết chết anh. Diệp Bắc Minh thấp giọng gầm lên. Thần hồn hoàn toàn tiêu tan. Cùng lúc đó, biển vũ trụ, tinh vực Bắc Hải. Nơi sâu thẳm tận cùng của một thần điện cao hàng trăm trượng tại vực sâu hỗn độn. Một người phụ nữ hoàn hảo đến mức ngay cả một sợi tóc cũng ở tình trạng hoàn mỹ ngồi trên đệm hương bổ chợt mở bừng hai mắt. Sâu trong đôi mắt đẹp vậy mà cuộn trào sức mạnh phép tắc. Diệp Bắc Minh, đồ chết tiệt, cơ thể này chính là cơ thể ban đầu của Bắc Hải huyền nữ. Thần hồn của cô ta tách rời cơ thể ban đầu, bước vào luân hồi để trải nghiệm. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, tôi thề phải khiến anh sống không bằng chết. Lại một lần nữa nhắm mắt lại nhưng những cảnh tượng trong hố thiên hỏa không ngừng lặp lại trong đầu cô ta. Cuối cùng chỉ có thể chán nản đứng dậy, đi ra ngoài thần điện. Chiếc đệm hương bồ sau lưng đã bừa bộn tự lúc nào. Cùng lúc đó, tại hố thiên hỏa, sau khi thần hồn của Bắc Hải huyền nữ tiêu tan, Đường Lạc Âm cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, ngay khi cô mở mắt liền phát hiện ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Diệp Bắc Minh. Hai người chân thành gặp mặt. Gương mặt thanh tú của Đường Lạc Âm thoát cái đỏ bừng, anh Diệp tôi. Một ngày sau đó, sao còn chưa ra ngoài? Đã một ngày một đêm rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tề Vạn Hạc đi đi lại lại, sầu lo không thôi. Sớm biết thì tôi đã đích thân đi vào rồi, dù thế nào cũng không thể để cậu Diệp mạo hiểm được. Hai, Tề Vạn Hạc vô cùng hối hận. Ông ta hung hăng dậm chân, để tôi đi vào xem L đúng lúc ông ấy chuẩn bị tiến vào phạm vi của hố thiên hỏa thì có hai bóng người đang cấp tốc bay tới từ phía xa. Chính là Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm. Đường Lạc Âm khoác lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, mị nhấn như tơ, gương mặt không giấu nổi nét hạnh phúc thỏa nguyện. Tốt quá rồi, hai người không sao chứ. Tề Vạn Hạc kích động vô cùng, nha nha nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi, ngập ngừng hỏi, chị Lạc Âm, hình như chỉ có vẻ hơi khác. Hai má Đường Lạc Âm đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Diệp Bắc Minh một cái, dường như đang trách móc anh làm quá lâu. Chẳng ngờ, nha nha cũng không đợi đáp án của cô mà chuyển sang chuyện khác, là dị hỏa, tôi cảm nhận được hơi thở của dị hỏa. Chị Lạc Âm, trong người chỉ có dị hỏa à? Lời này vừa vang, sắc mặt của Tề Vạn Hạc cũng thay đổi, cái gì? Lạc Âm cô giành được dị hỏa rồi. Đường Lạc Âm có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh như đang hỏi. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Lạc Âm phát hiện ra yêu huyết hồng liên hỏa ở nơi sâu trong hố thiên hỏa. Đứng thứ 8 bảng xếp hạng dị hỏa, yêu huyết hồng liên hỏa. Cả người Tề Vạn Hạc chấn động, hưng phấn tới mức khoa tay múa chân, ha ha ha. Không ngờ lời đồn lại là sự thật, tổ tiên của dị hỏa tông từng nói, có yêu tổ từng bỏ mình tại nơi sâu trong hố thiên hỏa, cho nên mới dẫn tới hiện tượng thiên hỏa bùng cháy. Dưới tình huống này rất có khả năng sinh ra yêu huyết hồng liên hỏa. Sau này, khi tuổi thọ của tiên tổ dị hỏa tông chỉ còn lại 1-2 năm cuối cùng bèn tiến vào hố thiên hỏa tìm kiếm huyết hồng liên hỏa ô nhưng tất cả đều ra về tay trắng, vậy mà bị Lạc Âm cô giành được rồi. Đường Lạc Âm gật đầu, cho dù cô có thể tìm thấy yêu huyết hồng liên hỏa thì tất cả cũng là do Bắc Hải huyền nữ tìm được. Hơn nữa yêu huyết hồng liên hỏa đã dung hòa với cơ thể máu thịt của cô ấy. Cô vốn nghĩ để Diệp Bắc Minh lấy đi ngọn lửa này, nhưng lại bị từ chối. Anh đã sở hữu cho mình 3 loại dị hỏa. Căn bản không cần thêm nữa. Mau để tôi nhìn xem LT Vạn Hạc kích động hô lên. Năm đầu ngón tay thon dài như cọng hành của Đường Lạc Âm mở ra, một ngọn lửa xanh lam liền bùng lên giữa lòng bàn tay. Quả nhiên là yêu huyết hồng liên hỏa, tốt quá rồi. Dị hỏa tông cuối cùng lại có thêm một loại dị hỏa rồi. Tề Vạn Hạc kích động tới rơi lệ, từ nay về sau, dị hỏa tông danh xứng với thực. Diệp Bắc Minh thấy cảnh này không hề nói ra việc trong tay bản thân còn có 3 loại dị hỏa khác. Nếu như bị Tề Vạn Hạc biết được sợ rằng sẽ vui mừng tới chết mất. Đại trưởng lão, nha nha có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa sao? Diệp Bắc Minh hỏi ra nghỉ hoặc trong lòng. Tề Vạn Hạc bình tĩnh lại, gật đầu đáp, đúng vậy, con bé có thể chất đặc biệt, mang trong mình dòng máu của thần điểu chim thần hỏa tang thượng cổ. Chỉ cần dị hỏa xuất hiện ở gần con bé, nha nha liền có thể cảm nhận được. Diệp Bắc Minh như có điều nghiền ngẫm gật đầu, anh lập tức truyền âm, tiểu tháp. Sao cô ấy lại không cảm nhận được dị hỏa trên người tôi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khinh thường một tiếng, nhóc con, cậu cho rằng tôi là người ăn chay à? Cũng đúng, Diệp Bắc Minh gật đầu. Lúc này, một đệ tử của dị hỏa tông vội vàng đi tới, đại trưởng lão, bên ngoài. Có rất nhiều người đang tới. Cái gì, người của đạo tông cũng tới rồi.
Gương mặt của Tề Vạn Hạc trở nên vô cùng khó coi, đi nói đoạn họ nhanh chóng quay trở lại chủ điện của Dị Hỏa Tông. Bên trong đã sớm ngồi kín người, thấy Tề Vạn Hạc bước vào cũng không đứng dậy chào hỏi mà vẫn ngồi yên tại chỗ. Mấy người Sở Y Thủy, Hướng Lily, Vương Quỳnh, Giang Tiên Nhi đều theo người của gia tộc mình tới. Cậu Diệp, đã lâu không gặp, một người đàn ông với gương mặt chữ điền đứng lên cười nói với Diệp Bắc Minh Hồ Lục Thanh Phong, đến từ Vô Cực Tông, từng chạm mặt ở U Minh Giới. Cậu Diệp, không ngờ cậu biến mất trăm năm, vừa trở về liền gây ra ồn ào lớn như vậy, Mạc Trần nở nụ cười thân thiện nói. Diệp Bắc Minh gật đầu coi như chào hỏi với từng người. Đột nhiên, một ông lão với mái đầu bạc trắng lên tiếng, nhóc con, lại đây. Chỉ vỏn vẹn bốn từ, cả đại điện thoáng chốc yên tĩnh lại, ánh mắt Diệp Bắc Minh quét qua, liền nhìn thấy năm ông lão mặc trang phục đồng nhất đang ngồi trên ghế bành, người dẫn đầu trực tiếp chiếm lấy chiếc ghế cao nhất thuộc về Tề Vạn Hạc. Ngồi thản nhiên trên đó, không giận tự uy, ông là, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi, trên gương mặt của ông lão tóc bạc tràn ngập ngạo mạn, dáng vẻ tựa như đang chỉ điểm giang sơn, lão phu là Kỳ Bách Nghiệp, trưởng lão đứng hàng thứ 17 của Đạo Tông. Cậu thu dọn đồ đạc rồi cùng tôi trở về Đạo Tông thôi. Diệp Bắc Minh, tại sao? Kỳ Bách Nghiệp cười đáp, thiên phú của cậu không tồi, ở lại Dị Hỏa Tông đúng là lãng phí tài năng. Đi cùng lão phu tới Đạo Tông có thể giúp cậu trở thành đệ tử nội môn đứng đầu cả tông môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có hứng thú. Con người của những người có mặt đều co rụt lại. Kỳ Bách Nghiệp nheo mắt lờ ậu nói cái gì? Đạo Tông muốn thu nhận đệ tử còn chưa có ai có thể từ chối đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nơi mà Diệp Bắc Minh tôi không muốn tới thì cũng chưa có ai có thể cưỡng ép tôi được. Trong đại điện mơ hồ vang lên từng tiếng hít khí lạnh. Sở Y Thủy cùng Hướng Lily đều trợn trừng hai mắt. Vương Quỳnh sớm đã biết được tính tình của Diệp Bắc Minh, nhưng cũng không ngờ anh lại dám nói chuyện với trưởng lão Đạo Tông ngang ngược như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi có chút nóng ran, đúng là còn điên rồ hơn cả Tô Cuồng. Lục Thanh Phong trước đó đã được nghe nói qua về tính cách ngông cuồng bất kham của Diệp Bắc Minh. Nhưng cũng không ngờ tới tên nhóc này lại thẳng thừng đến thết nhóc Diệp. Lịch sự chút đi, Tề Vạn Hạc cũng ngẩn người, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở anh. Ha 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 ha. Kỳ Bách Nghiệp phá lên cười, khóe miệng lộ ra một tia hứng thú, cậu không tới Đạo Tông cũng được thôi. Vậy thì giao nộp tất cả công pháp luyện thể ra đây. Chỉ cần cậu giao ra liền có thể tiếp tục ở lại làm đệ tử của Dị Hỏa Tông. Tất cả ánh mắt đều như ngưng động lại, dồn dập đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Công pháp luyện thể gì? Diệp Bắc Minh nghe vậy thì cau mày. Kỳ Bách Nghiệp nở nụ cười đầy thâm ý, ông ta vừa vươn tay một chiếc gương đồng cổ kính liền xuất hiện trong lòng bàn tay khô khốc. Vật này có tên là gương chiếu cốt càn khôn, có thể nhìn thấu cảnh giới của người tu võ cho dù trên người cậu có đồ vật siêu phàm cỡ nào, cũng không có cách ngăn cản sức mạnh của gương chiếu cốt càn khôn. Kỳ Bách Nghiệp cong cong khóe môi, thực lực của cậu rõ ràng mới chỉ dừng lại ở cảnh giới thần quân. Sự thật này không thể che giấu trước gương chiếu cốt càn khôn. Sức mạnh võ học chỉ ở cấp độ thần quân, nhưng lại có thể một quyền đẩy lùi Độc Cô Thương với cảnh giới đạo tổ, ngoại trừ việc cậu thuộc luyện thể, lão phu cũng không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác. Vậy nên còn cần lão phu tiếp tục giải thích không? Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, tôi không có công pháp luyện thể gì cả. Cho dù có thì tại sao tôi phải đưa cho ông? Lời này vừa vang, nụ cười trên gương mặt già nua của Kỳ Bách Nghiệp liền đông cứng lại. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng nhìn Diệp Bắc Minh, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, tim gan gần như muốn vỡ tung, hoàn toàn choáng váng. Sở Y Thủy và Vương Quỳnh đồng thời vội vàng truyền âm, cậu Diệp, cậu có thể chưa biết Đạo Tông có ý nghĩa như thế nào. Đạo Tông là một trong những thế lực lớn mạnh nhất tại thế giới bản nguyên, nếu đặt lên bàn cân thì sức mạnh của nhà họ Sở cũng chỉ bằng tầm 1/2 của Đạo Tông mà thôi. Một sự tĩnh lặng chết chóc, con người Kỳ Bách Nghiệp lạnh thấu như hầm băng. Nếu Đạo Tông nhất quyết phải lấy đi thì sao? Diệp Bắc Minh bình bĩnh nhìn Kỳ Bách Nghiệp, vậy thì không biết, tông môn các người có năng lực lấy nó đi hay không? Lời này vừa nói ra, trái tim của tất cả mọi người khẽ run, ngay cả Kỳ Bách Nghiệp cũng choáng váng. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Diệp Bắc Minh lại dám nói như vậy. Vài phút im lặng qua đi, ha ha ha, Tề Vạn Hạc và Dị Hỏa Tông các người, vậy mà lại xuất hiện một đệ tử trẻ có tài như vậy. Rất tốt, thật là tốt. Kỳ Bách Nghiệp không ngừng cười lạnh, nhìn về Tề Vạn Hạc đứng ở bên cạnh. Lão Kỳ, tôi, Tề Vạn Hạc còn chưa nói xong câu, giọng nói của Diệp Bắc Minh đã vang lên, Dị Hỏa Tông chúng tôi đương nhiên tốt rồi, ít nhất là tốt hơn Đạo Tông của ông. Dù gì, Dị Hỏa Tông chúng tôi cũng sẽ không thèm muốn đồ vật của người khác, càng không cậy thế bắt nạt người, trực tiếp mang người đến cướp bóc.
lại còn uy hiếp đại trưởng lão Dị Hỏa Tông chúng tôi, mọi người nói có đúng không? Vụt, tất cả mọi người đều đứng dậy, bị kinh hãi đến mức bật dậy, ai nấy trợn tròn mắt nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn thấy quỷ vậy. Hắn tai cho dù là mười mấy người của đạo tông, cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều biết, đạo tông đang uy hiếp Dị Hỏa Tông, ai cũng nhìn ra, Kỷ Bách Nghiệp đang đe dọa Tề Vạn Hạc, nhưng con mẹ nó, không ai dám nói ra. Diệp Bắc Minh cứ thế không giữ chút thể diện nào, nói ra trước mặt quần chúng. Loại người không đếm xỉa đến quy tắc này, làm sao họ có thể không sốc chứ? Lục Thanh Phong mở miệng, nhóc con này, lúc ở U Minh giới tại sao mình không phát hiện ra cậu ta lại to gan như vậy chứ? Khuôn mặt già nua của Kỷ Bách Nghiệp lập tức tối sầm, khó coi như thể vừa ăn phải một con ruồi, được. Được lắm, không hổ là người đứng đầu cuộc chiến thiên giai, cậu giỏi đấy Diệp Bắc Minh. Xem ra, đạo tông chúng ta nghĩ quá nhiều rồi, vốn dĩ định thu nạp các người sau đó bồi dưỡng thật tốt. Không ngờ cậu lại không biết điều. Thôi vậy, là đạo tông chúng ta tự mình bi đa tình, chúng ta đi. Kỷ Bách Nghiệp dẫn người của đạo tông đi về hướng bên ngoài đại điện. Diệp Bắc Minh không chút khách khí hỏi vặn lại, buồn cười thật, rõ ràng là hành vi của bọn cướp, lại nói như mình cao ngạo lắm ấy. Đi đi, không tiến, sau này đừng đến nữa. Kỷ Bách Nghiệp cùng đám người lảo đảo suýt ngã. Vung mạnh tay áo, bước ra khỏi đại điện của Dị Hỏa Tông. Diệp Bắc Minh quay đầu. Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, Vương Quỳnh, Giang Tiên Nhi, Mạc Trần và Lục Thanh Phong mấy người đều có vẻ mặt cứng đờ. Chư vị, làm sao vậy? Làm sao à? Cậu nói đi, thằng nhóc này, thật là... Mạc Trần mở to đôi mắt, muốn nói lại thôi, lão phu cũng không biết phải nói gì với cậu nữa, cậu, hai. Bọn họ vốn dĩ muốn mời Diệp Bắc Minh gia nhập thực lực của mình. Bây giờ có lẽ đã không cần thiết nữa. Diệp Bắc Minh đến đạo tông còn từ chối, lại còn đắc tội với Kỷ Bách Nghiệp. Nếu bọn họ còn mở miệng lôi kéo, chẳng phải là đối đầu với đạo tông sao? Nói trắng ra, Diệp Bắc Minh ngay cả đạo tông cũng không thèm để vào mắt, vậy nhất định sẽ từ chối bọn họ. Lục Thanh Phong trầm giọng nói, Diệp Bắc Minh, cậu có biết đắc tội với đạo tông, sẽ có kết cục gì không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không biết. 72 đảo trên thiên giai. Tổng cộng có hơn vạn thế lực, một nửa trong số đó là gia tộc và tông môn đều có quan hệ tốt với đạo tông. Lục Thanh Phong giải thích, đương nhiên, đạo tông sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt làm khó Dị Hỏa Tông. Nhưng, những tông môn khác cũng sẽ vì không đắc tội đạo tông mà thân thiết với Dị Hỏa Tông nữa. Nói cách khác, sau này Dị Hỏa Tông sẽ hoàn toàn bị cô lập với 72 đảo trên thiên giai này, cậu có hiểu điều này có ý nghĩa gì không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cái này có khác gì tình hình hiện tại của Dị Hỏa Tông đâu. Cho dù tôi có đồng ý đạo tông, Dị Hỏa Tông sẽ không bị nhắm tới hay sao? Trước khi tôi đến Dị Hỏa Tông thì nơi đây suýt nữa đã bị tiêu diệt. Mấy chục thế lực muốn chia nhau Dị Hỏa Tông. Đạo tông có để ý tới Dị Hỏa Tông không? Nếu như tôi rời khỏi Dị Hỏa Tông, những người đó chẳng phải sẽ quay lại sao? Nói chung Dị Hỏa Tông đã đủ tồi tệ rồi, là một miếng thịt mỡ mà ai cũng muốn tranh cướp. Chỉ là bị đạo tông ăn mất, hay là bị những tông môn khác ăn mà thôi. Nếu đã không có gì khác biệt, vậy thì tại sao tôi lại phải nể mặt đạo tông? Ông ta là bố hay là mẹ tôi? Lời này vừa nói ra, đã gây chấn động, hiện trường lại rơi vào im lặng. Gái này, Lục Thanh Phong sửng sốt, không ngờ Diệp Bắc Minh lại có thể nhìn ra những điều này. Sở Y Thủy cũng nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, cô vốn tưởng rằng Diệp Bắc Minh chỉ có thiên phú võ đạo khủng bố, không ngờ anh còn khá thông minh. Nói hay lắm, Tề Vạn Hạc nắm chặt nắm đầu, thấp giọng gầm lên. Đôi mắt già nua đỏ hoe, không phải chỉ là một đạo tông thôi sao? Đắc tội thì đắc tội thôi. Chư vị, các người cũng quay về đi, nhóc Diệp là đệ tử của Dị Hỏa Tông tôi, sẽ không rời đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, lời đã nói đến mức này, thì cũng đành vậy. Ai nấy nhao nhao đứng dậy cáo từ. Cô Sở, đợi một chút. Diệp Bắc Minh lên tiếng. Sở Y Thủy dừng lại, quay đầu nghỉ hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh nói thẳng. Vẫn là câu nói đó, tôi muốn có bảy giọt tinh huyết của cô Sở, đám người đều dừng lại. Có chút sửng sốt nhìn Diệp Bắc Minh, anh, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy đỏ bừng. Mấy lão giả của nhà họ Sở đi cùng cũng ngây ra, sau đó nhìn về phía Diệp Bắc Minh với vẻ mặt khả nghi. Cậu Diệp, nếu như cậu thật sự muốn có tinh huyết của tiểu thư nhà chúng tôi, có thể đến nhà họ Sở để lấy. Ở nơi như thế này, không thích hợp lắm thì phải. Diệp Bắc Minh thu lại ánh mắt, nghỉ hoặc trả lời, chỉ vài giọt tinh huyết mà thôi. Không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy chứ. Mấy vị lão giả sửng sốt, khuôn mặt già nua lập tức trầm xuống. Cậu Diệp,
cậu có chút xúc phạm người ta rồi đấy. Đây là chuyện quan trọng của đời người, người của Sở gia há lại tùy tiện như vậy, mấy người hừ lạnh một tiếng, kéo Sở Y Thủy nhanh chóng rời đi. Anh đấy, Hướng Ly Ly trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, sau đó quay người đuổi theo đám người Sở Y Thủy. Mạc Trần và Lục Thanh Phong cũng nhìn Diệp Bắc Minh đầy thâm ý rồi rời đi. Tề Vạn Hạc bước lên tiễn khách, Diệp Bắc Minh bối rối không thôi, cho dù Sở Y Thủy là hỗn độn thể. Thể chất quý giá đến đâu, thì cũng chỉ là vài giọt tinh huyết mà thôi. Có phải cần tính mạng của Sở Y Thủy đâu, nhất thiết phải vậy không? Phụt, phía sau vang lên tiếng cười, Vương Quỳnh che miệng bước tới, cô ta cũng không vội vã rời đi. Anh Diệp, làm gì có ai theo đuổi phụ nữ như anh, cho dù anh có thích công chúa nhỏ nhà họ Sở thế nào, thì cũng không cần phải vội vã như thế chứ. Lẽ nào trên tinh hạm nhà họ Vương hôm đó, anh đã yêu cô Sở từ cái nhìn đầu tiên? Diệp Bắc Minh trầm mặc mất mấy giây, cô có ý gì? Diệp Bắc Minh nhìn vào anh nói, anh Diệp, anh thật sự không biết hay đang giả ngốc đây. Đối với võ giả đã tiến vào cảnh giới nhập đạo trở lên, có thể dùng tinh huyết để tái tạo cơ thể, cũng có thể dùng nó để tái tạo lại thần hồn. Võ giả thế giới bản nguyên chúng tôi nếu có đối tượng yêu đương, họ sẽ dùng tinh huyết để tạo ra một hồn bài tặng cho đối phương. Chỉ cần nam nữ tặng hồn bài cho nhau, đó chính là thể hiện tình yêu. Anh xin tình huyết của cô Sở trước mặt mọi người, không phải đang bày tỏ tình yêu với cô ấy sao? Gái gì? Diệp Bắc Minh ngơ ngác, khóe miệng không ngừng co giật ái. Tôi đâu có biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.